10 Radio. Tập 3. Con sông vẫn lướt xuôi dòng. Người phụ nữ đứng một mình bên tay lái. Cô cảm thấy vui vui khi thấy đàn chim bồ nông sà thấp gần mặt nước, giống như đàn chim bay quanh con tàu được tả trong quyển Cựu Thủy Thủ. Cô rất cần có ai đó để cùng nhau trò chuyện. Công trường xây cống đã giúp cô có phương tiện để sinh nhai. Cô đã bán hết hàng hóa dự trữ để lo cho con và thuốc men cho chồng. Cô không còn đủ tiền để buôn bán nữa, vì con tàu cũng không đủ lớn để chở hành khách. Trong lúc đó, vào những lúc sau này, phần lớn len được chở đến Melbourne hoặc Sydney bằng tàu hỏa. Việc xây dựng cửa cống và đập đắp ngang sông Murray có nhiều sức người sức của. Tàu Philadelphia là một trong những chiếc tàu được phòng công trường giao nhiệm vụ kéo các xà lan chở dụng cụ đến cho công trường. Những tấm sắt, máy bơm, các xúc cây, dây trục, máy chuyền cọc, rõ ràng là rất khác với mớ quần áo, dụng cụ gia đình, hàng hóa của cô ngày xưa. Cô mỉm cười đau khổ khi nhớ đến chuyện lúc Brenton còn mạnh. Anh đã dậm chân la lối trước thái độ chẳng chịu làm gì cả của chính quyền. Giờ thì cái chương trình lớn lao đã đưa vào thực hiện và đang tiến hành tốt. Chính việc xây dựng đập đã đem công ăn việc làm đến cho hai vợ chồng cô. Trong khi đó, Brenton lại nằm trên giường bệnh, và anh đành nằm đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ với đôi mắt xanh, bộ phận còn linh động hơn hết trong toàn thể cơ thể cao to của anh. Ngay sau khi phục hồi, anh đã bắt đầu nói lại, những lời nói chắp cháp, bập bẹ. Nhưng ít ra anh cũng có thể nói ra những điều anh muốn nói. Anh có thể nhìn cảnh vật đi qua, những dãy bờ sống động, cầu tàu Morgan ồn ào. Nhưng anh không mở miệng nói một lời về sự di chuyển của con tàu, không quan tâm gì về các hoạt động của nó, thời khóa biểu của nó. Từ khi bị tai nạn, anh như chối bỏ hoàn toàn cái phần đời sống đó của anh. Cuộc sống bây giờ, cả một cuộc sống náo nhiệt với các cuộc tranh giành, những chuyến chạy đua, các cuộc cãi vã, chuyện tàu cháy và đụng đá ngầm, bia và gái, thủy thủ đoàn bướng bỉnh, bơi và lặn. Tất cả những cái đó giờ thu hẹp trong một căn phòng nhỏ. Sự chăm sóc của người vợ mà anh không còn ôm được trong đôi tay, sự ân cần trong các bữa ăn đã đánh tan phần nào nỗi buồn chán của ngày dài. Chiếc tàu đã đến gần chỗ quanh cuối cùng của bãi Long Ridge, một trong rất ít nơi con sông chảy thẳng hơn 1-2 dặm. Cô nhìn đàn bồ nông, chúng thôi bay, đáp xuống một vùng đất yên tĩnh khuất sau một hàng cây. Sương mù từ dòng sông dâng lên giống như hơi nước của con tàu. Delia, người đã một thời tham gia ngành hội họa với cái tên Delphine Gordon, cảm thấy lòng bồn chồn xúc động. Ôi, phải chi được dừng lại, ở lại thật lâu một chỗ, để đôi mắt cô ghi nhận đầy đủ, sau đó sẽ chuyển cảnh vật vào trong khung vẽ. Giờ đây, lặng người ngắm cảnh, cô nhớ đến một thời điểm khác. Thời điểm cô cũng nhìn qua cửa sổ, nhưng không là cửa sổ của buồng lái. Cô nhìn say mê màu sắc của bầu trời, với những sắc độ đậm nhạt của màu xanh da trời. Cô không nghĩ đến những điều đó đã nhiều năm. Giờ cô như lại thấy tất cả. Khăn trải bàn mịn màng màu lục, những búp tóc màu nâu mềm mại của cô Barrett, cái ôm hôn còn vụng dại của Adam. Một trong hai người đã ra đi vĩnh viễn trong cõi thiên thu, còn người kia thì đang xa cách nghìn trùng. Tuy nhiên, cả hai đều như còn hiện diện đâu đây bên trong tâm hồn cô. Khi Adam chết, cô những tưởng hình ảnh anh bị xóa mờ trong tâm tưởng cô. Nhưng giờ đây, cô hiểu rằng mọi mối quan hệ bị thời gian vô tình cắt đứt đều mãi mãi tồn tại. Trong khi lái tàu, cô cảm thấy công trường đắp đập đang đến gần nhưng cô không ngờ nó đã rất gần. Khi cô giật mình nhận thấy, cô hiểu rằng mình đã quên kéo còi để báo cho người ta kéo dây cáp lên. Cô giật dây kéo còi. Giờ đây đã quá muộn, không thể báo động được nữa. Con tàu rít lên những âm thanh tuyệt vọng. Tàu chạm mạnh, sau đó là tiếng đổ vỡ. Một phần của buồng lái và ống khói bị ngáng dây cáp. Ống khói bị dây chằng ngã gục xuống phía sau bon tàu. Khói tàu dọng ngược về chỗ buồng máy và lò đốt. Từ các lều cây, lều dải, đám thợ thuyền túa ra để xem chuyện gì đã xảy ra. Vài người còn nhảy lò cò, tay kéo vội quần lên. Rõ ràng chính cô đã gây ra cảnh náo động đó. Tàu Philadelphia tiến vào bờ đập, buồng máy còn tràn ngập khói. Các van thoát vẫn phì phì hơi nước. Cô nghe những lời xì xào vọng lên khiến tai cô nóng bừng. Tàu chạy thẳng vào đây, tớ chưa bao giờ trông thấy. Thuyền trưởng lo ngủ giao cho vợ lái. Không đúng đâu, cổ cũng là thuyền trưởng, đó là Delia. Cổ đã nhận bằng thuyền trưởng, đã đi nhiều. Chồng cổ bị tai nạn hay gì gì đó, không còn lên bon tàu. Người ta không nên cho phụ nữ lái tàu. Ôi, bây giờ mọi sự đều thay đổi, vì có nhiều chàng trai phải ra trận. Bọn đàn bà sẽ chiếm lấy hết công việc của cánh đàn ông. Rồi mi xem. Delia cảm thấy cô giận dữ với chính mình và đám đàn ông đó. Cô đã phải làm việc vất vả để lấy được bằng thuyền trưởng, để được thừa nhận là người chịu trách nhiệm. Một người thuyền trưởng thông minh, chứ không phải là một phụ nữ có thể làm được công việc của đàn ông. Vì cô là người thon thả, nhỏ xương, non mảnh dẻ, nên họ cho cô là loại người vô tích sự. Họ làm thế nào biết được ý chí kiên cường, không chịu khuất phục của cô? Giờ đây cô đã làm tổn hại tài sản quốc gia, tài sản của cô, con tàu và tiếng tăm con người thuyền trưởng của cô trước mắt đoàn thủy thủ và đám thợ thuyền nam giới kia. Khi bị dây cáp ngáng, nóc che của buồng lái cũng bị tổn hại. Vài mảnh vỡ đã rơi trúng đầu cô. Chân cô cũng còn run, nước mắt đọng lại trên mi. Bỗng cô nhớ đến Brenton đang nằm bất động trong phòng của anh, nơi ống khói ngã gục xuống. Không rõ anh có sao không, có chuyện gì xảy ra không. Nhưng cô không thể rời tay lái. Bé Alex chạy dọc theo thành tàu. Nó ló đầu vào phòng lái. Bé la lớn. Gì vậy mẹ? Không có gì đâu con. Chỉ có ống khói ngã. Cô nói gọn. Con chạy nói với cha. Nói chậm và rõ cho cha hiểu. Nếu không cha lo. Đi đi con. Cô đưa tàu vào bờ với tài nghệ của một người giàu kinh nghiệm. Ngay sau khi làm yên lòng Brenton, cô đi đến người quản lý công trình để giải thích và đưa ra lời xin lỗi. Nhưng cô chỉ gặp viên kỹ sư cố vấn của công trình. Ông là người Canada. Xin bà đừng bận tâm. Người đàn ông chắc chắn, gương mặt sạm nắng trả lời cô như thế khi cô đến giải thích sự việc. Dây cáp không bị đứt, chỉ cần căng lại là được. Bà cần xem lại sự thiệt hại của tàu bà thì hơn. Chúng tôi đang đi lên thượng nguồn, chỉ kéo theo có một chiếc thuyền đáy bằng. Hiệp hội bảo hiểm sẽ thanh toán. Tôi chỉ lo là mất thời gian để sửa chữa ống khói và nộp phạt cho phân cục hoặc ban quản trị bến cảng hơn. Không, không thưa bà. Tôi có thể cam đoan họ sẽ không làm gì bất nhã đâu. Nắp xu bắp tàu bị hỏng, bà còn làm gì được. Bà đã kéo còi báo động ngay khi bà không thể dừng tàu đúng lúc. Sự việc xảy ra đúng như thế phải không? Tôi đã đoán vậy. Delia mỉm cười nhẹ nhõm. Ông tốt quá. Sự thật là tôi cũng nghĩ đến quá khứ và quên rằng hai việc không thể chiếm cùng một chỗ trong cùng một thời gian. Cyrus James nhìn cô chăm chú hơn. Khi cô mỉm cười, cô đẹp hoàn toàn. Không phải cái đẹp trẻ trung, nhưng là cái đẹp của người đàn bà, rất hấp dẫn. Cô có đôi mắt màu xanh rất đáng yêu. Cô có vẻ là con người có học thức. Thật kỳ lạ. Ông ta đã nghe nói về một thuyền trưởng phụ nữ. Ông ta nghĩ người đó phải cứng rắn, phải phong trần, với một giọng nói khàn khàn và cơ bắp như đàn ông. Nhưng trái lại, cô là con người bé nhỏ mà có thể lái con tàu và chỉ huy bọn thủy thủ toàn đàn ông. Ông ta nhìn xuống cô, ý thức được sự cao to của mình so với con người bé nhỏ đó. Ông ta nói, "Thôi được thưa bà, bây giờ chúng ta đã gặp nhau. Tôi mong được bà đôi khi cần đến. Đừng chờ tới khi làm đứt dây cáp hoặc đụng đập xi măng. Chung quanh đây không có nhiều hiệp hội phụ nữ." Nụ cười của cô tắt hẳn, cằm cô hơi hất nhẹ lên và đôi mày cô cau lại. "Cảm ơn ông, nhưng tôi không có thói quen chạy trọt mọi sự. Vả lại, tôi tin chắc chồng tôi rất vui sướng được đón tiếp ông ở trên tàu Philadelphia. Nếu ông có nhà ý đến thăm chúng tôi, như ông biết đó, ảnh đang bị thương." "Vâng, tôi xin lỗi thưa bà Edwards, phải vậy không? Tên tôi là James, Cyrus James." "Chào ông James, tôi mong chúng ta sẽ gặp nhau trong những hoàn cảnh vui hơn. Giờ tôi phải đi xem việc sửa chữa ra sao." Cô đưa tay ra bắt và chào giả biệt. Ông ta nhìn theo cô với lòng kính trọng. Ông ta nhận thấy bên trong cái cơ thể mảnh mai, thanh nhã đó chứa đựng rất nhiều ý chí. Ông ta quyết gặp cô nhiều hơn trong tương lai. Con sông Murray, nước lũ dâng cao, nước ngập cả con đập mới. Công việc đặt ống cống và xây đập phải ngưng lại. Thú vật chết chìm và cây đổ trôi theo dòng nước. Nước ngập con đường chính tại Moonum, cuốn đi các cột hàng hiên của khách sạn. Đây là lần đầu tiên các xà lan chở hàng hóa được nâng lên cao bằng với cầu Morgan. Những người già cho rằng đây là cơn lũ to nhất chưa từng thấy. Tàu Philadelphia nhờ phần chìm thấp nên dễ chuyên chở những nơi sông cạn. Do vậy tàu được yêu cầu đến Wentworth để chở hàng nghìn kiện hàng đang để trong kho mênh mông tại Morgan. Kho hàng này của một người có nhiều hàng hóa và tàu ở hạ lưu sông Murray. Người đại diện đến ký hợp đồng với Delia là một người đàn ông có đôi mắt đen, gương mặt hơi xanh, môi mỏng và hồng, bộ râu nhọn, đen, đã có vài sợi đổi sang màu xám, cái mũi thanh thanh. Tên ông ta là Alastair Raeburn. Họ bàn bạc công việc trong phòng khách của con tàu. Cô nhận thấy đôi mắt của ông ta hơn một lần nhìn lên bức tranh treo trên tường của căn phòng nhỏ. Bức vẽ con tàu Philadelphia cô tặng cho Brenton đã bị cháy. "Xin cô cho phép tôi đến gần nhìn bức tranh kia. Đầu tiên tôi ngỡ là tranh in." "Thưa không phải, xin ông cứ tự nhiên." Ông ta đến gần, cái mũi nhọn thanh tú gần như chạm vào bức tranh. Ông xem chữ ký của tác giả ở góc, đoạn lùi lại, nhìn với đôi mắt của nhà phê bình. Mắt của ông ta sáng rực, mở rộng khi nhìn sang cô, và cô hiểu bức tranh đã làm ông xúc động. Ông ta nói, "Tôi rất quan tâm đến hội họa Úc. Tôi cũng có vẽ chút chút, mặc dù không hay bằng một họa sĩ trùng tên tôi ở Ecot." "Vâng, tôi nghĩ ông sành nghề hội họa." Cô nói, mắt cô rực sáng. Cô mong muốn được kể cho ông ta nghe về cô. "Còn cô?" Đôi mày ông ta hơi nhướng lên. "Tôi không thể vẽ được thế này. Ai là người vẽ bức tranh đó?" Chính tôi vẽ nó." "Cô muốn nói cô sao chép lại?" "Không, tôi không sao chép. Đó chính là công trình của tôi hoàn toàn." Ông ta cười nhẹ. Cô thấy ông ta không tin cô. Đôi mi ông ta khép lại, vẻ lạnh lùng, phủ nhận. "Đây là tác phẩm của một người chuyên nghiệp, bà Edwards." "Đúng như vậy. Nhưng tôi nghĩ nghề của bà là thuyền trưởng." "Tôi nghĩ rằng ông là một nghệ sĩ, chứ không phải một đại diện thương mại." Ông ta mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn. Đúng như vậy đó. Tôi đi vào thương trường với anh tôi giúp quản lý lợi nhuận cho người vợ quá của ảnh. Tại sao ông ký hợp đồng với tôi? Tôi đã nghe về những khó khăn của bà, và tôi nghĩ rằng bà rất can đảm. Tôi không muốn ai thương hại. Bà không để cho tôi nói hết. Thuyền trưởng tàu Caden nói với tôi, bà là một thuyền trưởng rất giỏi. Tôi không muốn đặt len của tôi vào sự may rủi. Tôi rất thích bức tranh này. Bà Edwards, bà có bán không? Cô chần chừ. Cô đã bán hoặc cho nhiều bức tranh ngoại trừ bức tranh này. Và ngay lúc này cô không thể vẽ thêm được nữa. Có thể cô không bao giờ vẽ thêm được nữa. Nhưng cô cần tiền, và người đàn ông này có thể trả giá cao. Cô mở miệng trả lời, nhưng lời nói ra lại là không. Ông ta cúi nhẹ đầu, xem như đó là quyết định chung cục. Ông ta đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, nhận thấy không có bức tranh nào khác, không có những tác phẩm dở dang, ống thuốc vẽ, cọ và khung vẽ đã dùng. Cô thấy rằng ông ta vẫn chưa tin cô, và cô bỗng nhiên tự ái. Tôi đã cất các dụng cụ của tôi chỗ khác, và từ bỏ hội họa, ít ra trong lúc này. Tôi hiểu. Ông ta nghiêng mình lần nữa và chào giả biệt. Cô muốn bảo ông ta hãy tìm tên Delphine Gordon ở trong bảng danh mục của phòng trưng bày nghệ thuật tại Melbourne, nếu ông ta không tin cô. Bảo cho ông ta biết tên đó là tên cô. Nhưng sự tự trọng đã kiềm giữ cô lại. Hãy để cho ông ta nghĩ gì thì nghĩ. Tên bướng bỉnh tự mãn. Cô ngồi xuống và nhìn bức tranh, gắng gượng chống lại những giọt lệ buồn tủi. Trên con đường đi Wentworth, cô ghé lại trong trại bên trên quay Carrick, nơi hai con cô đang ở trọ ăn học. Sự thay đổi của hai con trông thấy rõ ràng. Ở tuổi 14, Gordon đã có vẻ đàn ông, cậu trông cường tráng, còn Meg thì mất cái vẻ bé con mập mạp. Cô trổ giò và vui vẻ. Ngay khi năm học chấm dứt, Gordon nghỉ học về giúp mẹ lái tàu. Brenton đã quyết định con trai lớn của anh phải là người sông nước. Cậu là người cũng thích trở thành con người của sông nước, nhưng cậu còn phải đi học khi năm học bắt đầu. Brenton thích để Meg, đứa con được anh yêu nhất, ở trên tàu. Nhưng Delia không muốn để một đứa con cô ở một mình tại trại. Cô nhớ lại rất rõ những tháng đầu cô sống ở Kiandra trước khi có Adam về nhà, trước khi cô quen dần với sự mất mát các anh chị và các em. Bà Melvin là người tử tế, nhưng bà không thể là người cùng thế hệ với con cô. Meg, lúc bé mũm mỉm dễ thương, giờ là một cô bé bình thường với cái mũi hỉnh và cái miệng rộng, nhưng mái tóc đen của cô giống như tơ và đôi mắt lóe sáng linh động và tinh nghịch. Cô và con gái cô hầu như khác biệt nhau. Giữa hai người không hiểu có được điểm nào chung không? Khi đưa Meg về tàu, cô phải trông nom việc học hành, giáo dục cô bé nhiều điều chưa được dạy ở nhà trường. Phải chi có một người như cô Barrett để giúp cô dạy dỗ con. Cô phải đương đầu với sự việc là không đứa nào trong các con cô có tài năng gì đặc biệt cả. Mỗi người mẹ đều mong mỏi như thế ở con mình. Đó là điều tất nhiên. Cô đã đặt niềm tin vào Gordon. Cậu bé trông dạm dở, có cái nhìn trầm tư, nòm có vẻ chín chắn. Cậu lại mang tên cô, tên của cha cô. Benny là người thực tế. Nó giống cha, tích cực, dũng cảm. Riêng sự ngoan cường và chân thật cậu thừa hưởng được của cả mẹ và cha. Shackley thắng phục. Cậu bé này can trường, hoặc là nó chết sớm, hoặc sẽ trở thành một trong những thuyền trưởng cừ khôi trên sông nước, giống như cha nó. Khi chiếc xà lan chất đầy các kiện len, tàu Philadelphia đi xuôi dòng con sông ngập lụt. Delia muốn phá kỷ lục về thời gian để làm ngạc nhiên ông Raeburn. Cô tin chắc về sự thành công của chuyến đi. Nhưng khi đến gần vùng Ranran, đúng phía trên Renmark, chiếc xà lan đụng phải một cột ngầm. Rất may nơi này không sâu, phải mất 3 ngày để dỡ len cho thuyền nổi lên, nhưng 2 kiện len bị mất. Còn cuộn thứ 3 thì bị tháo tung do lệnh của Delia. Lái thuyền trong khi làm việc lúc sáng sớm đã bị trượt và té vào dòng nước lạnh giá. Ông bị dòng nước cuốn đi và khi được kéo lên, ông xanh ngắt vì lạnh. Delia ra lệnh, cởi quần áo ướt của ông ấy và mở một kiện hàng ra. Nhưng thưa, nhanh lên, làm theo lệnh tôi. Cô nóng nảy nói. Trong lúc đó cô quên rằng mình không phải là đàn ông. Cô quát bảo anh em thủy thủ. Nhanh lên, trước khi ông ta bị sưng phổi. Bây giờ đưa ổng vào kiện len, chừa đầu bên ngoài để thở. Đừng lo ổng chết lạnh, len sẽ mang hơi ấm đến cho ổng. Bọn đàn ông vẫn nghi ngờ, nhưng vẫn cắt kiện hàng ở một bên. Đoạn kéo len bị nén chặt ra, làm thành một lỗ hổng, vừa đủ để đưa người lái thuyền vào. Lại cho ông uống một ngụm rượu mạnh. Đôi môi xanh tím của ông dần ửng hồng trở lại. Một lúc sau, ông kêu, ấm quá! Khi mặc xong quần áo, ông trầm trồ khen ngợi thuyền trưởng nhanh trí, mặc dù chỉ là phụ nữ. Delia định sẽ thuật lại chuyện đó cho Cyrus James nghe lúc tàu đến Blanchetown. Cô hoàn toàn thất vọng vì ông ấy đã đi Adelaide được mấy ngày. Các kiện len đã được bảo hiểm. Alastair Ribbon không lo ngại bị mất của. Trái lại, ông ta lại thích thú khi nghe chuyện kiện hàng thứ 3 bị hư đã được sử dụng ra sao. Ông ta nghiêng mình khen ngợi cô ứng xử nhanh. Ông ta không thể biết cô đã đọc trong quyển Đời sống trên sông Mississippi đã tả một tai nạn tương tự. Cô không tỏ cho ông ta biết là lời khen của ông ta đã làm mát lòng mát dạ cô biết bao. Tại sao cô lại quan tâm đến ý kiến của ông ta đến như vậy? Cô không cảm thấy ở ông ta vẻ quyến rũ, ngoài sự mẫn cảm và cái tính chất thép nguội dưới cái dáng thị thành của ông ta. Sau khi họ đã ký kết xong giấy tờ, cô nhận tiền và mời ông ta lên tàu để dùng một cốc giang tại phòng khách, ý muốn cho ông ta xem lại bức tranh. Tuy nhiên ông ta lại mời cô vào nơi ăn ở của ông ta phía sau kho len. Họ bước qua một cánh cửa nặng, đi vào một thế giới khác hẳn. Đó là văn phòng của một người sành nghệ thuật, một điều hiếm có ở cái bến cảng thô lậu này. Delia đi ngay đến bức tranh duy nhất treo ở trong phòng, và cô nhìn thật kỹ. Tranh không có chữ ký, đã cũ, nằm khuất trong một góc. Đó là bức chân dung của một người trẻ tuổi trong bộ quần áo xưa đã 100 năm. Để xem nào. Đây là một trong những họa sĩ Ecot của thế kỷ trước, tên Reuben phải không? Ồ không, không thể thế được. Chính là Reuben. Nhưng, vậy là tên họ ông hả? Cô quay lại, sự xúc động làm gương mặt cô non tươi trẻ. Cô thấy đôi mắt sẫm màu, long lanh của Reuben nhìn chăm chú vào cô. Ông ta nói, cô là người của hội họa. Chính cô đã vẽ bức tranh có cái vách đá kỳ lạ đó hả? Chừng, chính tôi vẽ. Ý ông cho rằng tôi là người nói dối sao? Cô hỏi, lòng hơi bực. Không không, xin đừng hiểu lầm tôi. Ý tôi muốn nói, cô có thể được giúp đỡ, bị ảnh hưởng bởi... Tôi vẽ bức tranh đó giữa thời gian sinh 6 đứa con. Nếu ông cho đó là người giúp, còn nếu có ai đó có ảnh hưởng đến tôi, có thể đó là Shackley. Ông hẳn biết các bức tranh phong cảnh dùng lo in của ông ấy. Dần, tôi đã trông thấy vài bức tranh của ông ấy tại Paris. Ông muốn nói các bạn gốc hả? Ồ, cô nhìn ông ta, tưởng chừng ông ta vừa nói ông ta là Chúa Trời. Trong bức tranh này, tôi đã cố gắng diễn tả những nét chủ yếu của tất cả các vách đá, của các khối đá, sự vững chãi của chúng chống lại xoáy mòn của nước, và đồng thời cũng cho thấy các khối đá đó cũng bị thời gian bào mòn. Vẽ về bên trong của sự vật, về cuộc sống, về thời gian, về sự biến thiên của vạn vật. Một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng điều đó đòi hỏi phải sống trong bầu không khí nghệ thuật, giữa những người yêu thích hội họa và thèm khát tái hiện cuộc sống lên khung vẽ. Đó tất cả là cuộc sống, có hoa, có đá, có cây cối, con người, những con người sống động. Ông ta nhìn bức chân dung người đàn ông mặc áo vest tông màu xanh lục xám, chân mang tất cao, cái dáng thanh thanh, vẻ thông tuệ với đôi mắt long lanh chăm chọc. Trên mặt ông ta có cái gì gợi cho tôi sự mạnh mẽ, nhưng do sự khác biệt của thời gian, tôi không được là bạn của ông ta. Ông muốn nói ông ta đã từ trần trước khi ông ra đời? Vâng, tôi luôn nghĩ về những người nổi tiếng đã xa cách chúng ta chỉ vì yếu tố thời gian. Cô có thích gặp chính họa sư Leonardo, tác giả bức họa Gioconda không? Có chứ, cả Rembrandt và họa sĩ trẻ này nữa. Phải chăng ông ta là người của dòng họ Ribbon? Không, đây là người kế tục tên John Watson Gordon. Ông ta rất dễ bị lầm là một người thuộc dòng họ Ribbon. Gordon cũng là họ nhà tôi. Còn ông có bà con gì với họa sĩ đó không? Họ Ribbon có liên hệ bà con với cha tôi. Anh Henry, con của ông Ribbon, làm dịch vụ vận tải thủy tại Edinburgh. Cha tôi đã đến Úc cùng làm nghề này. Khi cha tôi chết, anh tôi nắm lấy toàn bộ công việc. Trong lúc đó tôi lại quan tâm đến nghệ thuật. Tôi đi London và Âu Châu để học tập. Sau đó anh tôi chết. Tôi trở về nắm lấy công việc, giúp đỡ cho chị Henry và hai con của ảnh, cùng với hai bà cô sống nhờ vào anh tôi. Vợ của anh tôi đẹp nhưng không làm được việc gì. Ông ta liếc nhìn cô như để so sánh. Tôi không thể nói cho cô rõ tôi đã thán phục sự can trường và tài xoay sở của cô như thế nào. Tôi đâu phải là quá phụ. Dĩ nhiên là không, nhưng... Ông ta đưa tay khoác nhanh. Nhưng chồng tôi không giúp tôi được. Ảnh đang cố gắng tập luyện. Tôi chỉ điều khiển tàu cho đến khi ảnh hồi phục. Cô thật sự không tin tưởng vậy, nhưng phải nói vậy. Vậy làm sao cô có thể sắp xếp thời gian để vẽ? Tôi đã không vẽ nữa rồi. Như tôi đã kể với ông, tôi hiểu tôi phải để chuyện đó qua một bên. Lúc đầu nghe buồn chết được, nhưng có thể một ngày nào đó tôi lại có thời giờ rảnh. Cô thở dài. Ông ta nhìn một bên mặt, vẻ châm chọc, dáng vẻ bất cần kiểu cọ, quan dại, trái hẳn với bộ râu và bộ mặt nghiêm trang. Tôi ghét trách nhiệm gia đình, còn cô? Tôi lại khác. Chúng ta làm buồn chán, sự buồn chán vì tuân phục. Cuộc sống trầm trầm, lặng lẽ. Ông có gia đình không? Bây giờ thì không. Vợ tôi cảm thấy không sống được với bà chị và mấy đứa con của anh tôi. Chúng tôi lại không có đứa con nào. Và các bà cô Ecot của tôi, nhà rộng thật, nhưng các bà lại đụng độ nhau luôn. Họ cãi nhau suốt. Thế là vợ tôi bỏ đi cùng với một khách mua len từ Anh. Giọng ông ta rõ ràng. Nếu như ông ta đau khổ, ông ta đã đẩy lùi sự đau khổ vào quá khứ. Tôi chưa bao giờ gặp một người bên gia đình anh Brenton. Ảnh rời bỏ gia đình khi còn rất trẻ. Nghe đầu có một người anh đã có gia đình sống ở Sydney, nhưng ảnh đã không liên hệ được. Sống với bên chồng cũng khó. Tôi cảm thấy như vậy. Đúng đó, nhất là khi họ là phụ nữ. Người duy nhất mà vợ tôi thật sự ưa thích là anh tôi. Có cái gì chua chát trong lời nói của ông ta. Và Delia đánh giá lại sự suy nghĩ của mình. Có lẽ ông ta không tha thứ cho người vợ cũ của mình. Cái giọng bình tĩnh lúc nãy chỉ để che đậy vết thương lòng. Cô có biết chuyện chúng ta cần làm là gì không? Ông ta đột ngột hỏi. Tôi và cô, chúng ta cần bay đến Nam Mỹ hoặc Trung Quốc, hoặc nơi nào đó để đeo đuổi con đường nghệ thuật. Bỏ mặc cho gia đình sụp đổ, chìm đắm mà. Thật là một ý tưởng kỳ lạ. Và tại sao ta lại cùng đi? Điều đó chỉ gây thêm rắc rối. Cô bình tĩnh nói, đáp lại cái giọng nửa nghiêm nghị, nửa đùa cợt của ông ta. Ông Raeburn à, đối với người chuyên kinh doanh như ông, tôi nghĩ ông quá nhiều mơ mộng. À, nhưng tôi cũng là nghệ sĩ. Bao giờ cô đến Milan, tôi sẽ đưa cho cô xem vài tác phẩm của tôi. Và tôi cũng mong được thưởng thức nghệ thuật của cô. Tôi sẽ trở lại vùng các hồ trong vài tuần lễ để sắp xếp kho hàng, chuẩn bị nhận len từ hồ Victoria đến. Delia bảo ông ta nếu có dịp đến phòng triển lãm quốc gia, hãy tìm xem các tác phẩm có ký tên Delphine Gordon. Delphine à? Dĩ nhiên tôi biết rõ. Đó là một trong những họa sĩ hiện đại mà tôi mến chuộng. Ông ta nắm tay cô và nghiêng mình xuống hôn lên đó. Thành thật chúc mừng cô Delphine thân mến. Cô đã là một nghệ sĩ hơn hẳn tôi rồi. Cô phải tiếp tục đi theo con đường hội họa. Delia ra khỏi kho len, lòng ngất ngây vì những lời khen ngợi của ông ta. Ông ta đã hôn lên tay cô với thái độ khiêm cung trân trọng. Bàn tay cô màu da sậm hơn và chai hơn tay ông ta, vì cô phải nắm chặt tay lái nặng nề trong mọi thời tiết và phải giúp bốc hàng lên tàu mỗi khi thiếu người. Một dịp may đã đến mà Delia không thể bỏ qua, và điều đó không ngăn cô đi thăm vùng các hồ sớm được. Tàu Caden phụ trách việc chuyển thư tín từ cầu Murray đến Morgan, nhưng một tai nạn đã đến khiến tàu không đảm nhiệm được nữa. Theo lời khuyên của thuyền trưởng tàu Caden, Delia ký một hợp đồng chở thư từ, bưu kiện cho tàu Philadelphia. Điều này mang đến một lợi tức thường xuyên ngoài việc chuyên chở hàng hóa, nhưng nó cũng buộc phải giữ đúng giờ giấc, vì tàu phải đến kịp chuyến tàu hỏa chở thư. Đây là một thắng lợi đối với cô và con tàu. Thư từ của nhà nước chưa bao giờ được giao cho phụ nữ phụ trách việc mang đi. Trại phục vụ công việc xây dựng tại Blanchetown là một cái làng đã đến với những căn phòng dành cho 80 công nhân, các nhà ăn và 2 căn nhà nhỏ dành cho kỹ sư và người phụ trách. Vị kỹ sư phụ trách thường khi cũng nhận được từ Canada những giấy tờ, thư từ gửi đến bằng bưu điện. Delia thường xuyên gặp James lên tàu nhận bưu kiện của mình và mang cả chồng sách và báo đến cho Brenton. Brenton thích đọc tạp chí các nhà khoa học Mỹ do ông ta mang tới. Anh đã quen dần đến sự thăm viếng của viên kỹ sư và không còn khó chịu khi trông thấy ông ta. Nhưng Delia bắt đầu cảm thấy các cuộc thăm viếng đó khuấy động tâm hồn cô. Cô nhìn ông ta, lòng bàng hoàng chẳng rõ tại sao. Cyrus là một người đàn ông to con. Ông ta có thói quen đi sát bên cô khi họ gặp nhau, giống như chiếc thuyền nhỏ cập sát bến tàu. Dường như ông ta muốn túm lấy, chinh phục cô bằng tấm thân to lớn của ông ta. Cô biết vợ ông ta sống ở Canada, và ông ta hiện sống cuộc sống độc thân, không phù hợp với một người đầy sinh lực như ông ta. Ông ta có đôi tay to xương, gân guốc, các ngón tay mập mạp, mái tóc đen, cứng, mọc lởm chởm, chứng tỏ ông ta là người có nam tính mạnh mẽ, làm cô phải chú ý. Khi cô cảm thấy cô nghĩ đến ông ta giữa 2 lần thăm viếng, cô quyết định phải chấm dứt ngay các cuộc thăm viếng đó. Nhưng quyết định của cô đã quá muộn. Một buổi chiều, ông ta lên tàu sau khi một số hàng hóa, các bưu kiện đã được đưa xuống Blanchetown. Họ cùng đứng với nhau bên bàn của phòng khách, nghiên cứu cái bản đồ đã xưa của Brenton về con sông Murray. Họ tranh luận vài điểm về sự hình thành các vách đá và các dũng tại địa điểm đập thứ 3. Cái đập sẽ xây dựng tiếp theo ở thượng lưu sông, cách đó 80 dặm. Cyrus James không tham gia vào cuộc xây dựng đập, vì khi đập vừa khởi công, ông ta đã phải trở về Canada. Tấm bản đồ trải dài một phần ở trên bàn. Delia đứng kế bên, dùng ngón tay chỉ lòng sông vẽ bằng mực. Một sợi thắt lưng to bản làm nổi bật cái eo thon nằm giữa cái váy mịn và cái áo có xếp nếp bằng vải mousseline. Đó là bộ y phục thật sự của phụ nữ mà cô đã mặc trong mấy ngày gần đây. Cyrus James đứng sát sau lưng cô. Ông ta nghiêng mình chồm qua để nhìn theo tay cô, và như tình cờ để tay lên vai cô. Sau đó các ngón tay của ông ta vuốt nhẹ một bên vai trần của cô nằm dưới mái tóc mềm mại. Cô tránh qua một bên, cảm thấy rùng mình. Cô không nói nên lời. Cô là người hạnh phúc. Ông ta nói dịu dàng bên tai cô. Cô có biết cô đã làm cho tôi như thế nào không? Tôi không thể suy nghĩ được gì khác. Các ngón tay ông ta tiếp tục vuốt cổ cô. Chúa ơi, tôi khao khát được ở bên cô. Cô bước tránh ra xa ông ta, qua bên kia bàn. Tốt hơn ông nên đi ra. Cô nói vậy, nhưng môi cô run run, đầu cô gục xuống. Ông ta nắm lấy tay cô, nói vội vàng. Cô hãy nghe tôi, hãy nghe tôi. Cô hãy ngẩng đầu lên, hãy nhìn thẳng vào tôi. Tôi không có ý định nói rằng tôi yêu cô, trân trọng cô, thắng phục cô. Tôi yêu cô vì nhiều lẽ. Nhưng tôi không còn là đứa học trò, còn cô đã là đàn bà. Phải thừa nhận như vậy, cô thân yêu. Cô cần tôi, cô cũng khao khát được ở bên tôi, đúng vậy không? Đúng không? Đúng. Nhưng mà không, yêu cầu ông đi. Cô rút tay ra. Thôi được. Ông ta bỗng nhiên dịu giọng, như cho rằng thật vô ích để lý luận với một đứa trẻ dở chứng. Thôi được. Thôi được, tôi sẽ đi. Chúng ta có thể sẽ rất hạnh phúc, và điều đó có hại gì ai đâu. Còn vợ ông? Tôi thật điên khùng. Tôi còn yêu vợ tôi. Điều đó làm cho tôi kinh ngạc. Như vậy tốt cho cả hai chúng ta. Không thể được. Tôi không thấy có lối thoát nào khác trong trường hợp tương tự. Tôi có bổn phận một người vợ. Điều đó có nghĩa là sự phản bội đối với Brenton khi ảnh đang bị thương tật. Ông có cảm thấy như vậy không? Ông có cho rằng mình đã chơi một trò chơi xứng đáng không? Ông ta hơi cau mày. À, cô trách tôi rồi. Hãy tin tôi sẽ tự chịu đựng được. Tôi tin ông. Nhưng xin ông hãy đi đi. Cô tưởng cô đã thắng. Nhưng cô đã không tính đến cái tính kiên trì của kẻ xây dựng cầu, đắp đập, có thể chịu đựng những cơn nước lũ hung bạo. Ông ta bước vòng quanh bàn và đưa tay ôm cô. Ông ta thì thầm những lời đứt quãng. Môi ông áp sát vào môi cô. Đầu gối ông ta ép sát đùi cô. Các ngón tay của ông ta thọc vào ngực cô. Lưỡi ông ta đẩy môi cô phải hé ra. Cô dùng mạnh ra sao? Cô tập trung ý chí. Mình phải mạnh, mình phải mạnh. Sau cùng cô cũng thoát ra được. Cô thở hổn hển, tóc rối bù. Nếu ông còn cố tình đụng đến tôi sẽ gọi Shackley. Tại sao chuyện này đã phải xảy ra? Tại sao tôi phải là đàn bà? Cô gieo mình xuống ghế, gục đầu lên trên bàn. Vai cô run run. Một lát sau, cô cảm thấy một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Nghe này, Delia, cô hãy nhìn lên. Nghe tôi xin đi ngay bây giờ đây. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Chỉ vì tôi quá si mê cô, si mê điên cuồng, cô hiểu vậy không? Tôi đã không kềm chế được. Cô không ngẩng đầu lên, cô nghe tiếng bước chân đi xa dần. Sau đó là tiếng đóng cửa. Đêm nay, nằm trằn trọc từ giờ này qua giờ khác, cô nhìn trần nhà thấp bằng gỗ. cô đã lại phải chiến đấu chống lại với chính mình. Tại sao không? Một giọng nói quyến rũ cất lên. Tại sao không? Ai biết được, có hại gì ai đâu. Tại sao lại giữ mình? Có thể cô không yêu ông ta, cô thích ông ta, cảm thấy ông ta hấp dẫn, thế thôi. Nhưng còn phải sống cho phải đạo nữa. Trong tương lai, cô không thể né tránh ông ta hoàn toàn, nhưng tốt hơn là không đứng một mình với ông ta nữa. Cô không chắc cô có thể tin cậy ở cô, và chắc chắn cô không thể tin cậy ở ông ta. Trận đại chiến đã chấm dứt sau 4 năm đau khổ và tàn phá khủng khiếp. Những kẻ sản xuất thép và chế tạo súng ống giàu lên. Thế giới nghèo đi vì nhiều thanh niên, nhiều văn thi sĩ đã chết. Tại Úc cũng như tại các nước khác, có những đoàn người trở về, sống lại cuộc sống dân sự. Họ là những người bị ném vào cuộc chiến, tay cầm súng và lưỡi lê, được dạy giết người không gớm tay. Bây giờ thì họ trở về với vợ con họ, tay họ như còn dính máu, đầu óc họ còn hoang mang sợ sệt. Họ trở về, người thì mù mắt, người cụt tay cụt chân, kẻ lại mang những vết thương trong tâm hồn, không lộ ra ngoài, nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ. Chỉ có một trong những đứa con của gia đình Melvin trở về nhà. Đứa con trai, Jim, đã chết tại Pháp không lâu trước khi hiệp định đình chiến được ký kết. Chỉ có Gary trở về. Cậu trở về cùng lúc với cái tin Jim đã tử trận. Delia nghe tin đó khi cô đến trang trại để rước Gordon, giờ đã nghỉ học, và lại gửi Benny thế chỗ của anh nó. Cô bàng hoàng đi xuống bếp gặp bà Melvin. Cô im lặng nắm chặt tay bà. Bà nhìn Delia với một vẻ bình tĩnh và đôi mắt khô ráo. Chỉ khi Delia rút tay ra, tay bà mới hơi run rẩy. Mái tóc bà vẫn giữ màu xám, má bà vẫn mịn hồng như không biết đến vết thương lòng của một bà mẹ. Chỉ có đôi mắt màu nâu thông thường rất sáng và long lanh, giờ thì tối sầm như nước giếng lúc mây đen che mặt trời. Melvin! Melvin! Meg chạy ùa vào bếp, tay cặp giỏ trứng. Cô bé đứng sững lại khi thấy mẹ, vẻ hơi thẹn thùng. Cô lại bên mẹ hôn một cái lên má mẹ. Cô quay sang bà Melvin. Melvin! Gà làm tổ trong dây bí, con tìm thấy tổ và nhặt được 4 quả trứng. Tốt quá con à! Con không nghe mẹ đến hả? Con không nghe tàu cập bến hả? Con không nghe bao giờ, con ở ngoài chuồng gà vịt, chúng đá lộn ồn cả lên. Con ngạc nhiên khi trông thấy mẹ mẹ à. Nhưng con có vui không? Delia suy nghĩ với một ít đau khổ gần như ganh tị. Bà Melvin là người tử tế, nhưng phải chăng bà đang chiếm chỗ làm mẹ của cô? Delia hoàn toàn không thích cái giọng của bà Melvin biểu lộ quyền sở hữu của bà đối với con cô. Có lẽ năm sau nên đưa Meg về sống trên tàu. Cô có thể cho Alex học hàm thụ khi Brenny đến sống tại trang trại. Delia mong được trao đổi những vấn đề như vấn đề này với Brenton. Nhưng anh có vẻ không quan tâm đến con gái. Mặc dù anh đã biểu lộ vài dấu hiệu vui mừng khi Meg đến thăm anh. Cô không bao giờ muốn ngăn trở bước đường đi của Meg nếu cô bé muốn chọn nghề. Cô cho rằng mỗi cô gái phải có được ít nhiều sự độc lập. Nghề của phụ nữ không còn chỉ là nghề y tá, nghề dạy học. Những năm chiến tranh, vì thiếu nhân công đã chứng tỏ rằng các cô gái không những chỉ có khả năng làm công việc văn phòng, mà các cô còn làm việc có năng suất hơn cả bọn con trai cùng lứa tuổi. Tại Adelaide, đã có vài phụ nữ là bác sĩ, Meg cũng có thể. Thật là điều kỳ diệu nếu cô bé chiếm được một chỗ chuyên dành cho đàn ông. Cô bé cũng phải lấy được một mảnh bằng để chứng tỏ rằng cô bé cũng có khả năng ngang với họ trong công việc mà cô bé đã lựa chọn. Năm 1920, vào tháng Giêng, nước sông xuống thấp, tàu thủy phải neo từ Morgan cho đến cửa sông. Đây là lúc kiểm tra thường niên tàu Philadelphia và đổi lại bằng lái. Delia quyết định nâng cao mức nước thành tàu Philadelphia 45 phân để cô có thể được chấp nhận đi trong hồ trong trường hợp cô được phép chuyên chở len đến Milan. Vào dịp trường học nghỉ lễ, các con cô đều ở trên tàu. Thủy thủ đoàn được cho nghỉ ngơi, ngoại trừ Shackley và bác đầu bếp. Giờ đây cô có thể tin tưởng giao cho Meg việc chăm sóc Brenton. Meg được xem là có năng khiếu hộ lý bẩm sinh. Còn Alex đã qua khỏi tuổi bé tí xíu. Nó theo anh Gordon của nó như hình với bóng. Cô bỗng cảm thấy mình rảnh rang. Cô bỗng cảm thấy mình như một người thấy ánh sáng ở cuối một con đường hầm dài, tăm tối. Vào cái tuổi 40 này, cô lại bắt đầu vẽ trở lại. Khi chèo con xuồng nhỏ với hộp sơn, cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc được ở một mình sau nhiều năm, dường như là nhiều thế kỷ, thuộc về người khác. Cô ở đây một mình với ánh mặt trời phản chiếu chói lọi từ trên mặt nước. Nhưng khi cô đặt giá vẽ lên và thử vẽ, tay cô run rẩy và vụng về. Những nét phác họa không ra hồn và cô phải xóa toàn bộ, lại khởi sự từ đầu. Cyrus James xuống Morgan để đón chuyến tàu hỏa đến thành phố, và ông ta lấy cớ đến thăm Brenton để lên tàu. Ông ta không cần gặp cô ở riêng một mình để hủy hoại các quyết định tốt lành của cô. Ông ta chỉ cần nhìn cô qua căn phòng đủ để gợi cho cô nhớ, để giác quan cô khuấy động. Khi ông ta đi rồi, cô nằm thao thức, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đêm này qua đêm khác. Cô chiến đấu chống lại sự khao khát cái cơ thể cao to, đầy nam tính, đôi bàn tay rắn chắc, những cái hôn điên cuồng, thèm khát, thô bạo đặt lên môi cô. Ôi, giờ đây giá mà cô có thể ở bên cạnh ông ta. Cô buộc phải tìm cách kiềm chế những khát vọng của mình, dùng hội họa để dập tắt những khát vọng đó. Nhưng làm sao cô có thể thảnh thơi, thanh thản được khi lòng cô bị căng lên vì khát vọng? Chỉ có kỷ luật, kỷ luật. Cô bắt tay vào vẽ, còn làm gì ông Alastair Raeburn. Cô muốn vẽ một tác phẩm có giá trị để trưng ra với ổng khi gặp lại ổng một lần nữa. Ổng không trở lại Morgan, và chắc ông ấy đang ở Milan với bà chị dâu quá chồng và các bà cô. Cô tưởng tượng ông ấy sống hòa thuận với cái nhà toàn phụ nữ đó, bên bờ một cái hồ lớn mang tên một bà Hoàng. Bức vẽ đầu tiên mà cô cảm thấy hoàn toàn vừa ý, diễn tả một đồi cát màu vàng cam, trơ trụi, ngoại trừ một thân cây khô khốc, buồn thảm. Cô đang định giao cho Wentworth một chuyến bột mì. Chuyến trở về nếu may mắn, cô có thể chở len. Nhưng trước khi nhổ neo, cô lại nhận được một bức thư của ông Reuben gửi cho cô. Yêu cầu cô nhân dịp đầu mùa đến trạm hồ Victoria để chở hàng của ông ta về Milan. Cô đánh điện nhận lời ngay. Tàu của cô là tàu có thể đi biển được, nhưng cô cũng hơi e ngại. Cô chưa bao giờ đi vào một vùng nước như thế. Trên bờ hồ Alexandrina, người ta không trông thấy bờ bến đâu cả. Đây là lần đầu cô điều khiển tàu trong một hoàn cảnh như thế. Trong cái tủ ở phòng khách, cô tìm thấy một tấm bản đồ vẽ các hồ. Bản đồ chỉ đường tàu đi gần bờ của hồ. Cô hỏi thuyền trưởng Wallin của tàu Oscar. Ông này rất không tin một nữ thuyền trưởng lại có thể đến Milan an toàn. Cô quá trẻ, quá nhỏ con. Ông ta khuyên cô. Gió trên hồ hay nổi lên bất thần từ hướng Tây Nam. Lúc đó cô sẽ phải làm gì? Sóng rất to, nếu cô không cẩn thận, tàu sẽ lật. Cô nghe tôi đây. Tốt hơn hết, cô nhổ neo từ sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Lúc đó hồ thường phẳng lặng. Nếu có gió thổi từ Tây Nam, cô phải đợi 2 ngày chờ cho sóng lặng. Nếu cô không làm vậy, cô sẽ chìm xuống đến tận đáy. Cô nghe theo lời khuyên của thuyền trưởng Wallin. Cô neo tàu tại mũi Bomander lúc đêm về trước khi nước hồ dâng lên. Nhìn lên bầu trời, cô thấy những đám mây thấp bị gió xua từ hướng Tây Nam, bay tơi tả theo hướng gió. Vào lúc sáng sớm, sau một đêm ngủ chập chờn, cô được Shackley gọi dậy. Cô đi lên buồng lái lúc mặt trời vừa ló dạng sau dãy đồi thấp. Khi cô nhìn con sông hẹp mở rộng ra cái hồ bao la, tim cô đập mạnh. Nước hồ màu xanh ô liu, dợn sóng, sủi bọt trắng xóa. Máy tàu nổ mạnh, cất lên lời ca. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đến một chỗ quanh, cô cảm thấy có một đợt sóng ngắn, mạnh đập vào vỏ tàu. Không đều đều như sóng biển, nhưng mà là bất thần, thô bạo. Chiếc tàu nghiêng qua một bên, cái bánh xe đập nước bên phải tàu chổng lên trời một lúc lâu. Delia phải bẻ tay lái không cho tàu nghiêng về phía trái. Gordon chạy lên buồng lái và nắm bên kia bánh lái cùng mẹ bẻ tay lái. Cô cảm thấy nhẹ thở. Gordon tuy còn là một thiếu niên nhưng đã tỏ ra bình tĩnh và đầy đủ sức khỏe. Sự hoảng sợ của cô tan đi và cô mỉm cười nhìn Gordon dễ tin tưởng. Thật đáng sợ phải không con? Cô hỏi. Gordon cười thích thú. Con mong mình được lái tàu ra biển. Mái tóc cậu dày, màu nâu sáng, rối nùi. Rõ ràng sáng nay cậu chưa chải đầu, nhưng cô quên rầy cậu. Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh giống như đôi mắt cô, hài lòng nghĩ. Con của mẹ. Đây là những lời đầu tiên cô đã thốt khi người ta đặt nó vào tay cô trong một bệnh viện ở Melbourne. 16 năm trước thì phải. Cuộc đời đầy hiệu năng của Brenton có thể kết thúc và cô sẽ già đi, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Ánh sáng chói chang của mặt hồ mờ dần. Con tàu tiếp tục vượt sóng, hướng về một bến bờ còn chưa trông thấy. Tại đập chắn sóng khá dài, dạng cong cong ở Milan, chỉ có 2 chiếc tàu neo tại đó khi chiếc Philadelphia kết thúc cuộc hành trình vượt qua cái hồ rộng. Thủ kho, toàn bộ học sinh ở trường, thủy thủ các chiếc tàu kia, những người nhàn rỗi của thành phố, bao gồm cả những người da sậm màu và dáng dấp thổ dân đã tụ tập lại xem chiếc tàu Philadelphia với chiếc xà lan neo tại đập chắn sóng. Họ chăm chú nhìn người phụ nữ đầu tiên lái tàu đến đây. Delia cảm thấy bối rối vì đây là lần đầu tiên đến cảng này và cũng vì bị mọi người chú ý. Bỗng từ phía đập có tiếng ai gọi to, một giọng nói quen thuộc làm cô quên cả bối rối. Cô Delia, đáng khen lắm, lấy giỏi hơn cả bọn đàn ông. Anh Chambers, anh làm gì ở đây? Ngay khi bánh xe quạt nước ngừng đập, cô bước ra ngay khỏi buồng lái, nghiêng mình ra khỏi thành tàu. Anh Jim thân thương, phó thuyền trưởng đầu tiên của con tàu Philadelphia trước khi nó bị cháy. Anh đã giúp cô đỡ đẻ đứa con đầu lòng trên bờ sông. Cô gọi to. Anh Jim, anh lên tàu đi. Teddy rất vui khi gặp lại anh. Cô quá xúc động nên không trông thấy ông Ribbon đứng hơi xa đám đông một chút. Ông ta nhìn cô với đôi mắt sáng, vui mừng. Cô mặc cái áo vest tông cũ của đàn ông, đầu đội cái mũ của Teddy Edwards. Cô đi xuống chào Jim và đưa anh ta lên gặp Brenton. Giờ đây Jim là thuyền trưởng của tàu Invincible. Anh buôn bán giữa Milan và Manager, qua lại các hồ nên cô không gặp anh ở trên sông. Cô đã là một tay sừng sỏ rồi đó, dám đi qua hồ trong một ngày như thế này. Tôi còn phải neo lại chờ. Jim và Shackley siết chặt tay nhau. Sau đó, Jim đến thăm Brenton. Anh tỏ vẻ linh hoạt hẳn lên so với những năm qua. Họ khui một chai bia để chào mừng cuộc hội ngộ và nói chuyện với nhau không dứt. Khi cô nhớ lại, không thấy người đến đón. Cô vào buồng mình, cởi áo vest tông, mặc chiếc áo mới bằng lụa, chải lại mái tóc. Cô chải tóc phùng lên để che bớt cái đường môi trắng và xức một ít nước hoa sau hai tay, món mỹ phẩm duy nhất của cô. Tại sao lại cần cái này chứ? Cô nghiêm khắc tự hỏi mình như thế khi cô nhìn mình trong tấm gương nhỏ. Ông Alastair Ribbon là đàn ông, nhưng ông ta có chú ý gì đến mi đâu. Cuộc gặp gỡ này chỉ thuần túy là chuyện làm ăn thôi mà. Cô lấy một cái khăn choàng cashmere ngày trước của dì Hester. Cô choàng khăn lên vai, bước lên bon tàu. Người chủ xà lan bảo cô: "Ông Reuben vừa ở đây, nhưng ông đã trở lại kho hàng. Ông bảo tôi nói với cô, ông thấy cô bận việc và dặn dò cô đến chỗ ông ta khi cô đã rảnh." "Ồ, cảm ơn ông." Vậy là ông ta đã thấy cô trong bộ cánh cũ kỹ, thấy cô đã chào bác Jim như mấy bà hàng cá. Nghĩ vậy, cô nóng bừng cả người, nhưng cô nhún vai và bước nhanh dọc theo bờ đập, giữa những dãy đường ray, trên đó có những đống cây sẵn sàng cho xuống tàu. Một con đường nhỏ đưa đến một khung cửa của kho chứa len. Ngọn gió lạnh Tây Nam thổi vào người cô khi cô đi ngang qua quảng trống, làm cô run rẩy. Thật là dại dột khi cởi chiếc áo ghi lê ấm áp và mặc vào chiếc áo lụa đi ra khỏi buồng lái. Cổ họng cô khô như thể cô bị cảm lạnh. Tính tự cao, đó là điều khiến cô giờ đây khó ở, dù cô đã 40 tuổi và tóc đã bắt đầu hoa râm. Delia đi vào một cái kho tối lờ mờ. Xa hơn đó, cô thấy một kho hàng khổng lồ. Từng kiện len chất lên tận mái nhà. Hàng nghìn kiện từ thượng lưu sông đưa đến, trông thật vĩ đại, giống như một nhà thờ. "Ông Reuben đã lên tầng trên," người giữ kho nói, nhưng ngay lúc đó có nghe tiếng bước chân và giọng nói kéo dài của ông Reuben. "Chào bà Edwards, tôi đang mong đợi bà." Dáng ông thon thon và thanh nhã, cách ăn mặc chăm sóc kỹ càng từ cái cà vạt trơn cho đến đôi giày ống đánh bóng, không hợp lắm với cái thành phố bé nhỏ bên bờ hồ này. Cô thấy vui sướng vì đã mặc chiếc áo đẹp nhất của mình. "Các cô tôi yêu cầu tôi mời cô dùng trà trưa nay. Các cô có nghe nói về cô và mong được gặp cô." Trong giọng nói của ông ta có che giấu một nét khôi hài, với một cái nhướng mày bên mắt trái và cái nhìn sáng rỡ với vẻ đùa cợt của đôi mắt sẫm màu. Cô hiểu ý ông ta đã so sánh cách ăn mặc của cô hiện tại với cách ăn mặc lúc ở buồng lái, và biết rằng các bà cô của ông ta mong trông thấy cô trong trang phục đó, mũ đàn ông và tất cả những trang phục khác. Cô ngẩng cầm lên và nói rõ: "Xin cảm ơn ông Ribbon. Theo tôi nghĩ, chúng ta cần bàn bạc công việc làm ăn. Hôm nay thì quá muộn rồi, không thể dỡ hàng xuống, nhưng..." Ông ta đã xuống tới chân cầu thang, không biết có người giữ kho. Ông ta cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nghiêng mình xuống hôn lên đó. "Bà quá đẹp để bàn chuyện kinh doanh. Còn tôi rất cần uống trà. Chúng ta cùng đi lên nha." Ông ta đưa cô lại cầu thang, ngay ở bậc thềm đầu tiên, nơi một tấm thảm đỏ bắt đầu. Cô trông thấy một bức tranh tĩnh vật cũ, vẽ bông hoa và trái cây. Cô có cảm tưởng như mình đang ở trong giấc mộng. Cô đang được đưa vào một thế giới khác, một thế giới của ngày xa xưa, vượt qua biển cả hàng ngàn dặm, đến các phòng khách ở lầu 1 trong nhà ông cô. Trong cả cuộc đời của cô ở Úc, cô chưa bao giờ bước chân vào một ngôi nhà tư sang trọng như thế này. Bên ngoài, đàn thỏ tụ tập bên cạnh một cây lê nhiều gai và một con đường nhiều bụi chạy giữa những đầm lầy có nhiều con rắn đen sinh sản hàng trăm. Cô nhìn lên, thấy trên đầu cầu thang, một ngọn đèn đốt bằng khí đốt lấp lánh sau cái chân đèn bằng thủy tinh. "Xin giới thiệu với bà, đây là các cô tôi, chị Henry Ribbon, con trai và con gái của chị Jamie và Jessamine. Họ sẽ dùng trà với chúng ta lúc trưa nay. Còn đây là cô Mellership, cô vú nuôi của các cháu, Cô cảm thấy lúng túng, vì 10 năm sau này cô ít có dịp tiếp xúc với người cùng phái ngoại trừ bà Melvin. Cô đang ở trong một căn phòng đầy phụ nữ. Chỉ có ông Ribbon là gương mặt quen biết, nhưng cô cũng chưa biết ông nhiều. Cặp mắt cô nhìn lên bức tranh sơn dầu bên trên bệ lò sưởi. Tranh vẽ một người đàn bà nhìn xuống cô với vẻ khinh thường, đôi mi nặng nề, một cái mũi thẳng, to, môi nhếch cong, lại thêm một người đàn bà nữa ngắm nhìn cô. Bà dùng sữa hay chanh, bà Edwards? Bà gái già Reuben, tay cầm bình trà bằng bạc, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn cô soi mói. Mũi bà đầy thịt giống như cái mũi trên bức tranh. Mái tóc màu xám sậm bới tròn trên đỉnh đầu theo kiểu 20 năm về trước. Delia thầm nghĩ, đây là người nắm toàn bộ quyền hành, mình tin vậy. Và bà Henry, người vợ quá không tháo vát, không bao giờ dám giành quyền với bà ta. Không có gì lạ khi bà Ribbon bỏ đi, nếu bà ta là người biết suy xét. Cô nói to lên rằng cô muốn uống sữa, rằng những năm ở Darling, sữa tươi đối với cô là một thức uống cao sang, bởi vì cô chỉ được uống sữa hộp và sữa dê. Cô đã ở Darling hả, cô Edwards? Cậu bé Jamie mở to mắt hỏi. Cùng với chiếc tàu chạy bằng bánh xe hoặc nước hả? Cô không giống đàn ông một chút nào. Bà cô Alie có nói... Thôi đủ rồi Jamie, trẻ con không được nói leo, nếu không cháu phải dùng trà trong phòng của cháu. Cô Melorship, cô đưa tách trà cho bà Edwards. Delia cầm lấy tách trà mong manh bằng sứ Trung Quốc, sợ rằng nó sẽ nát vụn trong tay cô. Cô có thói quen dùng cái cốc dày có quai do con cô hoặc Liam mang lên buồng lái hoặc buồng ngủ. Alastair Ribbon cũng nâng tách, gương mặt của ông ta khuất sau tách trà, vai ông ta rung lên nhẹ nhẹ. Cô dùng một tách nữa nha. Bà gái già Ribbon mời. Vâng, trà này ngon quá, từ lâu tôi không được uống. Bà Henry rụt rè đặt câu hỏi. Trên tàu bà có đầu bếp không, bà Edwards? Tôi không rõ bà sắp xếp công việc ra sao. Thưa có, một đầu bếp giỏi, dĩ nhiên là đàn ông. Đàn ông à? Janet, bà gái già trẻ hơn, nhìn cô kinh ngạc. Ông Ribbon chen vào. Loại trà này tôi nhập trực tiếp từ Ceylon, còn cà phê nhập từ Brazil, rượu rum từ Jamaica, gia vị từ Đông Ấn. Bà không nên nghĩ rằng tôi chỉ kinh doanh len không thôi, chỉ riêng len không thôi cũng khá nhiều. Hàng nghìn kiện, không những ở đây mà còn ở xa đây. Việc vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn lớn. Thưa các bà có biết chúng ta đang diện kiến một nữ anh thư? Bà ấy một mình ở tay lái và lái con tàu từ Wentworth 500 dặm từ phía thượng lưu, và lần đầu tiên đi ngang qua hồ theo hướng Tây Nam. Ngoài ra, bà là mẹ 4 đứa con, có đúng thế không? Là một họa sĩ tranh sơn dầu tài ba, là người chăm sóc tận tình một người chồng tật nguyền. Tôi kính phục sự can đảm của bà bạn thân mến. Nói xong, ông ta nâng tách trà lên một cách lịch sự. Ồ, xin ông... Delia đỏ rần cả người như một cô gái, cảm thấy mọi người trong phòng đều hướng cả về cô. Bà Henry thì thầm. Thật như thần thoại. Đó không phải là nghề nghiệp của phụ nữ, bà Ribbon nói. Vậy cô thuê một thuyền trưởng để lái tàu có tốt hơn không? Bà Janet gợi ý. Delia giải thích. Ông ta sẽ đòi hỏi về lương bổng. Tôi còn 4 đứa con phải cho đi học. Và tôi tin chắc chồng tôi sẽ chết nếu phải xa sông nước. Ôi, tôi phải về thôi. Cô đứng dậy, chào từ giã mọi người một cách hơi vụng về. Bé Jamie cũng đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh lò sưởi. Nó đến bên cô nói tự nhiên. Cháu thích cô. Delia nhìn đôi mắt sáng, đen sẫm của thằng bé. Cô tự hỏi, cha nó có giống chú Alastair của nó không? Nếu mẹ cháu cho phép, cháu có thể đến thăm tàu vào ngày mai. Cháu cũng đi nữa. Bé Tramier nói quả quyết, nó lắc mái tóc đen phía sau gương mặt phản chiếu ánh lửa hồng. Ra tới cửa, Delia đột nhiên thấy nóng và choáng váng. Đầu cô nghe nặng và ngực cô nghe thắt lại khi cô thở. Cô vịn lấy lan can cầu thang khi ông Alastair đưa cô xuống thang lầu và khi gió thổi thốc vào cô bắt đầu ho. Cô chìa tay ra. Cảm ơn ông. Xin tạm biệt. Ngày mai chúng ta có thể ký kết giấy tờ được không? Tôi cảm thấy hơi... Phòng quá nóng, còn tôi chịu lạnh suốt ngày. Cô có chắc là cô không sao không? Ông ta nắm tay cô lâu hơn bình thường. Ngày mai có đủ thời giờ, tôi nghĩ phải đến tàu thăm cô. Cảm ơn ông, không cần. Tôi sẽ khỏe khi ở ngoài trời, vả lại cũng gần thôi. Cô quay lưng và đi nhanh trước khi ông ta có thể thuyết phục được cô. Cô biết Brenton và ông Chambers giờ đang ăn mừng hội ngộ. Cô sung sướng được ở một mình, và cô nhớ lại. Cô đã không đến gần bức tranh của Lely để xem, cũng như cô chưa được xem bức tranh nào của ông Ribbon cả. Delia thức dậy, đầu nghi nhất. Đó là một điều bất thường đối với cô. Tối qua cô chỉ uống trà không thôi. Hôm qua cô cũng không ăn buổi chiều. Cô đi thẳng vào giường nằm, nghe nóng và lạnh run. Tự nhiên lòng cô cũng dễ chịu trước sự quan tâm dịu dàng của ông Reuben, cho dù chỉ là cử chỉ xã giao. Nhưng đã nhiều năm nay, chưa có ai ân cần lo lắng như thế về sức khỏe của cô. 1.000 kiện hàng đầy đủ và an toàn. Ông Reuben ký vào thông dẫn đơn và chìa qua cho cô bên kia bàn, cùng với một tấm séc. Cô giao cho ông ta một tờ biên nhận và xem như công việc giao dịch đã xong xuôi. Cô có thể trở về phòng để nằm nghỉ. Một cơn ho khan dữ dội đến từ lòng ngực cô khiến cô phải đặt tay lên đó. Nó giống như một lưỡi dao cùn đâm vào ngực cô theo mỗi tiếng ho. Bà Edwards thân mến. Đôi mắt ông ta mở rộng, nhìn kỹ cô với vẻ quan tâm thật sự. Không sao đâu, tôi nghĩ có thể tôi bị cảm nhẹ. Giọng nói của cô nghe xa lạ với chính tai cô, nó khàn khàn và khó nghe. Tôi không bao giờ tha thứ cho tôi nếu bà bị sưng phổi, vì phải chờ đợi công việc của tôi. Bà nóng rồi. Lời đáp lại của cô bị lấp sau một chuỗi ho dài. Sưng phổi, một từ chết người. Bà Gordon của cô đã chết vì bệnh đó. Cô còn nhớ lúc còn bé, trong căn phòng mờ mờ tối, bà của cô thở hơi thở cuối cùng. Hơi thở ngắn, khò khè, những âm thanh rồ rồ nghe ghê rợn bên trong buồng phổi. Sau đó bà liệm dần vì nghẹt thở. Bà chờ một chút. Ông ta lục trong học bàn làm việc của ông ta. Phòng này ở dưới chân cầu thang đưa đến ngôi nhà ở. Ông ta lấy một ống nhiệt. Ông ta cho ống nhiệt vào miệng cô trước khi cô kịp phản đối và đưa tay nắm chặt cổ tay trái của cô. Lấy hai ngón tay ấn lên mạch máu của cô. Đếm nhịp đập với một cái đồng hồ bằng bạc dính liền với một sợi dây. Cô bị buộc phải im lặng. Cô nghe nhịp đập nhanh và mạnh. Ông ta cũng lặng thinh và tập trung vào việc đếm nhịp đập. Ông ta rút nhẹ ống nhiệt ra khỏi miệng cô, đọc xong, dãy dãy cho thủy ngân tụt xuống. Môi ông ta chuyển động nhẩm tính. Đúng như tôi đã nghĩ, nhiệt độ cao, 39 độ C. Vậy tại sao bà lại không chịu đi nằm? Cung cách xử sự của ông ta có vẻ rất chuyên nghiệp, khiến cô bật cười. Ông là thành viên của y sĩ đoàn bao giờ vậy? Ông làm rất đúng điệu, nhưng không lừa phỉnh được tôi đâu. Ông biết đó, cha tôi là một bác sĩ mà ông lại bắt chước cha tôi. một bác sĩ thực thụ không bao giờ tiết lộ nhiệt độ cho bệnh nhân biết. Đó là bí mật nghề nghiệp. Cha tôi thường nói vậy. Ông ta mỉm cười, nhưng làm mặt nghiêm trang. Tôi chưa rành nghề y lắm. Tuy nhiên với nhiệt độ và nhịp tim đập của bà, tôi có thể bảo đảm với bà rằng hôm nay bà không nên ra gió. Mặt trời tuy có nhưng chẳng ấm áp gì, vì với ngọn gió Tây Nam đầy hơi nước này, bà nên đi nằm ngay. Nhưng tôi xin bà Edwards, bà thấy đó, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm. Ông không có lý do gì phải chịu trách nhiệm. Cô đáp lại một cách yếu đuối, nhưng đồng thời cô cảm thấy sung sướng vì có một người đàn ông lại ra lệnh cho cô, lo lắng cho cô. Mặc dù cô vẫn thường lý luận về sự bình đẳng về giới tính, cô vẫn là một người đàn bà có đầy đủ nữ tính. Thế cha bà hành nghề ở đâu tại Úc này? Không ở đâu trên Úc cả. Cha tôi không đến được đây theo một ý nghĩa nào đó. Theo một ý nghĩa nào đó. Lúc còn sống, ông chưa hề đặt chân lên trên đất Úc. Chỉ khi chết, ông mới được chôn trên đất Úc. Chiếc tàu chúng tôi đi chìm trong đêm trước khi đến Melbourne. Cả gia đình tôi chết hết. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, giọng của cô vẫn còn run khi cô nói những lời đó. Ôi, tội nghiệp quá! Nhưng hẳn bà còn thân quyến ở Anh chứ? Ồ, còn chứ. Anh chị em họ thôi. Cha tôi là con một. Chị của mẹ tôi cư ngụ tại Echuca từ trần đã lâu. Dưỡng tôi mới mất đây. Tôi là kẻ... Một cơn ho cắt đứt lời cô. Ông ta vỗ nhẹ tay cô. Thôi, bà đừng nói nữa. Tôi sẽ đưa bà về nhà, tức là về Tàu. Tàu là nhà của tôi. Dĩ nhiên là vậy. Đôi lúc tôi không tin, bà có vẻ không thích hợp với lối sống đó. Bà dịu dàng và tinh tế. Bà có biết tôi nghĩ gì chiều hôm qua hay không? Tôi cho rằng bà thích hợp với phòng khách của tôi biết bao. Ông ta nắm lấy cánh tay cô khi họ đi trên con đường rộng cạnh bờ hồ. Ông ta đưa cô ra bờ đập. Cô bất thần dừng lại, chợt nhớ ra. Nhưng tôi chưa thấy bức tranh nào của ông. Ông làm việc ở đâu? Ở tầng trên. Bên trên nhà kho, ở đó có ánh sáng tự nhiên. Trong cái phòng tròn tròn bên trên nóc đó hả? Vâng, ở đó có một phòng quan sát thiên văn. Tôi có một kính viễn vọng để nhìn xem tàu nào sẽ đến gần. Tôi có thể nhìn thấy bên kia bờ hồ thật rõ. Về đêm đôi khi nhìn mặt trăng hoặc các hành tinh khác. Tôi sẽ chỉ cho bà ngày nào bà khỏe. Không còn chỗ nào để đưa cô ta đến đó sao? Một căn phòng rộng hơn, có nhiều không khí hơn. Trong tình trạng mơ mơ màng màng, cô nghe giọng nói của vị bác sĩ cáu gắt như ông đang giận điều gì đó. Trong 2 ngày, ông đã thăm bệnh đến 3 lần. Cô đã bị bệnh thật sự. Tôi có thể vào được không? Ông Ribbon đẩy cửa phòng qua một bên, đoạn bước vào. Căn phòng như trở nên chật với 3 người. Ông Ribbon, Gordon và bác sĩ. Tôi xin được đề nghị cùng bác sĩ cho đưa bà ấy đến nhà tôi. Các cô tôi sẽ săn sóc bà ấy trong một căn phòng đầy đủ không khí. Ở đây bác sĩ biết đó, trên tàu không có ai là phụ nữ ngoài bà Edwards. Chồng bà ấy nằm liệt giường. Ngoài ra chỉ có bác đầu bếp, một cậu dọn phòng và đứa con trai của bà ấy. 2 đứa con trai, Delia thì thầm, và Charlie McBean. 2 đứa học trò con và một ông già, theo tôi, thưa bác sĩ. Vâng, tôi đồng ý. Ở đây không thích hợp với phụ nữ bệnh hoạn. Khí ẩm từ mặt đất bốc lên, không đủ thoáng, không thể lành bệnh được. Phải đem bà ấy đi, quấn chặt lấy người, đem cán lại khiêng. Tôi có thể sắp xếp ngay, nhưng bác sĩ cần viết mấy dòng cho ông Edwards. Vâng, còn về phần bà, người thiếu phụ trẻ, Delia cảm thấy dễ chịu vì cái lối nói của bác sĩ. Ông đã ngoài 60. Sau này bà phải cẩn thận hơn, đừng tiết kiệm trong ăn uống, đừng làm việc 24/24. Mặc đồ ấm, thức ăn bổ dưỡng, nóng sốt, uống rượu bia đen. Nhưng trước hết phải đem bà lên bờ để bà khỏe hơn, được chứ? Vâng, thưa bác sĩ. Cô trả lời giọng tuân phục. Cô băn khoăn, không rõ Brenton và các con cô sẽ ra sao nếu không có cô. Nhưng cô nghĩ lại, cô mệt quá, không thể cãi lời bác sĩ. Cô cảm thấy người cô nóng khủng khiếp và buồng ngực cô đau nhói. Chào tạm biệt bà Edwards. Ông xách túi xách và đi khám bệnh Brenton. Ông Ribbon đưa mắt nhìn cô với nụ cười ngầm bảo cô hãy yên lòng. Sau đó ông ta cũng giả từ để báo cho các bà cô chuẩn bị phòng cho người bệnh. Ông ta biết bà Janet rất thích được chăm sóc người bệnh, để trổ tài khéo léo của bà. Delia mở mắt. Có tiếng ai nói bên kia lưới sắt, chỗ cô đang nằm có phải là trong một ngôi giường không? Cô cố tập trung trí nhớ xem cô đang ở đâu. Bức tường phủ bằng giấy có sọc xanh và trắng. Cô đang nằm trên giường nhà ông Ribbon và cô lại cảm thấy ngực cô nặng, khó thở, môi cô khô. Đúng, đó là tiếng bác sĩ. Ông đã đến khám bệnh cô chưa? Sốt cao, rất cao. Phải chăm sóc kỹ, phủ khăn ướt để hạ nhiệt độ. Tôi tin cậy ở bà Janet. Tôi tính đưa đi bệnh viện, nhưng bây giờ thì quá muộn, không thể đưa cổ đi. Đúng vậy đó. Tôi sẽ làm hết sức mình, thưa bác sĩ. Delia thờ ơ nghe họ nói, như thể họ nói với nhau về một người nào đó không quan hệ gì đến cô. Cô sẵn sàng rời bỏ thế giới này, không cưỡng lại chút nào, nếu buộc phải như vậy. Cô không lo chuyện gì sẽ xảy đến với Brenton và các con cô, với con tàu. Cô thấy đời cô như một giọt nước, nhỏ hơn cả giọt nước, một phân tử trong con sông thời gian bao la, một phân tử nước. Với nhiệt độ này, không bao lâu nữa cô bốc hơi mất. Đầu cô sẽ bốc hơi trước, sau đó là cổ cô, và liền đó là tim cô, toàn thân biến thành hơi nước. Có một cái gì lành lạnh áp vào đôi môi cô. Bà Edwards, bà hãy nhấp cục nước đá này. Tôi sẽ đắp khăn ướt cho bà để hạ nhiệt độ. Bà sẽ dễ chịu hơn. Cô khát nước quá, không thể ngủ được. Môi cô như dính chặt, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Nhưng trong cổ họng cô vẫn vọng lên tiếng rên, và cô cảm thấy cục nước đá lạnh thấm ướt đôi môi cô. Một cánh tay đỡ hai vai cô. Cô mở mắt và cô thấy gương mặt lo âu của bà Janet. Cảm ơn cô. Cô lại ngã người lên gối, rất ngạc nhiên về sự quá yếu sức của cô. Cô nhớ mọi việc, chuyến đi qua hồ, việc cô ngã bệnh và bị đưa đến đây. Bà Janet nói với một nụ cười từ tốn. Cô đã mê sảng, nhưng cô ngủ được một giấc và đã khỏe lại. Mắt cô trong trở lại rồi. Không cần có ống nhiệt, tôi cũng biết cô đã hết sốt. Bà đổ cho Delia một liều thuốc và bước ra, bảo rằng bà sẽ làm cho cô một ly cam giác. Một ngọn lửa cháy ấm trong lò sưởi, ngọn lửa xanh cháy trên những thanh củi chập chờn, biến đi rồi lại tái hiện. Delia mơ mộng nhìn ngọn lửa. Ôi, có một lò sưởi trong phòng ngủ, một tấm thảm trắng trải trên sàn nhà và cả một căn phòng rộng như thế này chỉ cho một người. Thật sang quá. Khi bà Janet đem cam giác, món gà nấu canh vào, cô ăn và uống hết ngay. Buổi chiều, sau buổi uống trà, hai đứa trẻ vào thăm cô. Bà Janet bảo chúng không nên ở lâu, làm mệt người bệnh. Bà Janet quay trở lại với cái ấm bằng đồng. Đề nghị ra ngoài hết, tôi phải lau mình cho người bệnh. Bà Janet trải cái khăn lên giường, xong xuôi bà hỏi. Bà muốn tôi đốt đèn khí đốt lên không? Không, cảm ơn cô. Tôi muốn ngắm nhìn bầu trời. Delia ước ao giường nằm của cô gần bên cửa sổ để cô có thể nhìn ra hồ. Từ căn phòng trên cao này, tại đây, cô chỉ có thể thấy một khoảng bầu trời ửng nắng chiều tà và một chùm tia sáng màu vàng tươi xuyên thẳng qua cửa sổ và chiếu lên trên bức tường đối diện. Đang nằm mơ thấy Adam, cô nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ và cánh cửa hé mở. Ông Alastair Ribbon bước vào, trông giống như ông hoàng của 1001 đêm, đang bước nhẹ trên tấm thảm dày. Ông ta mặc một cái quần màu ngắn, bên ngoài choàng một cái áo dài bằng gấm sọc vàng và trắng, thắt lưng bằng một chiếc khăn lụa có viền chỉ vàng. Ông ta đến gần giường, đứng giữa cô và cửa sổ, nâng bàn tay xanh gầy của cô, hôn nhẹ nhẹ lên các ngón tay. Cảm ơn Chúa, bà đã khá hơn, bà làm chúng tôi lo sợ. Cô mỉm cười duyên dáng. Làm thế nào tôi không khá được với sự chăm sóc ân cần và sự lo lắng nhiều hao phí như ở đây. Gia đình ông rất tốt đối với tôi. Chiều nay tôi được bà Reuben Henry, Jamie và Jessamine đến thăm. Còn cô Janet giúp tôi đầy đủ, dễ chịu. Còn Alicia không có đến hả? Thưa không thấy. Cô chăm sóc cô lúc cô còn mê. Cô gác đêm thay cho cô Janet. Tôi sẽ cảm ơn cô khi tôi khỏe. Chắc chỉ 1 hay 2 ngày nữa. Không, không hẳn 1-2 ngày. Tim bà đã bị bệnh sưng phổi làm ảnh hưởng. Bà còn phải nằm 2 tuần nữa trên giường bệnh. Rồi phải đợi cả tháng nữa bà mới có thể lái tàu được. Không thể vậy được. Tôi không thể nằm đây, neo con tàu mãi như vậy. Còn Brenton và các con tôi sẽ nói với bác sĩ. Ổng không hiểu gì đâu. Ổng hiểu rất rõ. Bà không thể giúp được gì gia đình với con tim bị bệnh. Bà muốn có 2 người bệnh ở trên tàu à? Bà không có cách chọn lựa nào khác. Nhưng tôi không thể. Nước mắt đòi được hoạt động và của sự yếu sức trào lên mắt cô. Cô nhắm chặt mắt lại. Ông ta lại nắm lấy tay cô. Bà phải biết giữ lấy mình, cần hồi phục cái đã. Chồng con bà sẽ tệ hại hơn nếu mất bà. Về phần tôi, phải thú thật là tôi rất vui một cách ích kỷ nếu giữ được bà ở đây. Cô mở đôi mắt đầy ngấn lệ, và cô thấy đôi mắt đen sẫm của ông ta dịu dàng nhìn cô, làm cô nhớ lại người anh họ đã chết. Cuộc đời cô giống như chạy theo những vòng tròn. Một lần nữa, cô thấy mình ở trong một ngôi nhà xa lạ sau khi suýt chết. Lần này cô đến không phải từ biển mà từ hồ nước mênh mông. Lần này không phải Adam, cô có cảm tưởng ông ta cúi xuống hôn cô. Tuy nhiên ông ta chưa làm thế. Cô biết, dù ông ta ngồi bên cạnh giường. Để làm giảm nhẹ cái không khí nặng nề, cô nói bâng quơ. Cái áo ông mặc đẹp quá, sang trọng quá. Vâng. Ông ta buông tay cô ra và nhìn xuống áo với vẻ hài lòng. Ông ta vuốt nhẹ phần áo có thêu trước ngực. Đây là loại gấm Hồng Kông tôi đã may ở Singapore. Có cả 2 cái khác, một cái màu đỏ thẫm và một cái màu ngọc lam. Tôi sẽ bảo đem cho cô cái áo màu xanh vì nó phù hợp với đôi mắt cô. Tôi tự nghĩ bà Henry có thể cho tôi mượn một cái. Cô chỉ qua cái ghế có cái áo dài satin màu hồng phủ lên lưng ghế. Ông quay lại, bước một bước tới trước và đứng lặng người, lưng quay về cô. Cô thấy gương mặt ông ta đanh lại. Tại sao áo lại ở đây? Ông ta hỏi, giọng nghèn nghẹn. Đôi mắt ông ta hơi khép khi ông ta quay lại. Nhưng trong cái ánh sáng mờ mờ của buổi chiều tà, cô thấy trong mắt ông ta lóe lên tia lửa giận dữ. Tôi không biết, nó đã nằm sẵn ở đó khi tôi tỉnh dậy, và cả đôi dép kia nữa. Những món này là của vợ tôi đã ra lệnh đốt tất cả rồi mà. Ông ta chộp lấy chiếc áo dài, đôi dép nện mạnh xuống đất. Xin bà tha lỗi cho tôi. Ông ta nghiêng mình và bước ra. Cô nghe ông ta đi dọc hành lang và tiếng mở cửa mạnh. Cô Alicia, tôi có đôi lời cần nói với cô tại phòng làm việc. Trong tuần sau đó, tình thân với bà Janet đã tăng lên. Bà này dễ gần hơn bà chị. Delia mạnh dạn đề cập vấn đề vẫn ám ảnh cô. Bà Alastair Ribbon chắc hẳn phải đẹp. Cô hỏi, làm ra vẻ tự nhiên. Bà Janet trả lời. Được, nhưng không thể gọi chính xác là đẹp. Cổ không cao, không là một người đàn bà không dễ nhìn. Dĩ nhiên là vậy. Nhưng dáng người nhỏ, chân nhỏ, và có đôi mắt màu xanh lục, non kỳ lạ. Tôi gọi cô ta là con mèo con, trông cũng xinh. Nhưng cô biết không, cái dáng vẻ đáng yêu của cổ lại không gây được cảm tình của chị Alicia. Không gây được cảm tình à? Không. Alie không phải là một người dễ thuyết phục. Còn vợ của Alastair, dù có những cử chỉ dịu dàng, vẫn che giấu móng vuốt thép bên dưới. Vậy, ổng có bị khủng hoảng nhiều không? Khi bà ấy bỏ đi, họ không có con, có lẽ dễ dứt tình. Alastair bị chạm tự ái hơn là vì tình yêu. Nó giận dữ hơn bao giờ hết. Nó đốt hết các bức tranh nó vẽ cô ta và ném quần áo cổ còn để lại vào lửa. Vậy còn cái áo và đôi dép trên ghế? Alicia tiếc của. Tôi không rõ tại sao chị ấy lại muốn cô mặc chúng. Cô nghĩ cô làm như vậy có mục đích hả? Vâng, tôi nghĩ vậy. Chị ấy hiểu như thế sẽ làm cho Alastair Ribbon nổi giận. Nó không chịu đựng được khi nhớ đến cô ta. Tôi tự hỏi... Bà Janet nhìn cô với vẻ tò mò. Bà rút chiếc mùi xoa chùi nhanh lên môi, như muốn xóa cả mọi biểu hiện trên khuôn mặt tiều tụy của bà. Cô tự hỏi gì? Ồ, không có gì. Có thể chỉ muốn nhắc ổng về cái chuyện vợ con lần trước. Alicia rất thương Jamie. Bà ta thêm vào với vẻ mất tự nhiên. Delia bối rối. Có phải bà Alicia hy vọng khi Alastair thấy cô mặc cái áo gợi cho ông ta cái kỷ niệm đau buồn, ông ta sẽ không ưa lây đến cô? Tại sao vậy? Còn việc bà Alicia thương yêu Jamie là như thế nào? Bên dưới đập, con tàu Philadelphia và chiếc xà lan bập bềnh quể quải. Len đã cất lên hết và đã đưa vào nhà kho. Thời tiết êm trở lại, trời có nắng, giống mùa thu hơn là mùa xuân. Delia lo lắng một cách không cần thiết về Brenton và các con. Không có cô, họ vẫn sinh hoạt bình thường. Brenton nhờ Shackley giúp tập luyện cơ bắp. Các con anh có nhiều thì giờ để đi khám phá bờ hồ bằng chiếc thuyền nhỏ. Đích thân bác sĩ đến thăm bệnh Brenton, báo với anh rằng vợ anh chỉ có thể trở về tàu sau vài tuần lễ. Ông không nói cho anh rõ, đã có lúc ông không hy vọng cô lành bệnh được. Ông ưa thích cái sức sống mãnh liệt của người đàn ông to con đang chịu thương tật này. Ông thấy ở anh có sự thông minh, sự nhạy bén và một quyết tâm sắt đá. Ông bảo, các cơ bắp bị thương hoặc bị teo có thể hồi phục dần nếu tập luyện đều đặn. Anh hãy nhìn cơ bắp của những người hay tập luyện, các vũ công ballet, các nghệ sĩ xiếc. Anh không cần là một nghệ sĩ xiếc, hoạt động của chân anh ở trên tàu đủ rồi. Từ từ thôi. Đúng thế đó, Brenton quả quyết. Trên tàu của tôi. Bà cần bước lên các bậc thang chậm chậm, bà Edwards. Ông Ribbon nói khi họ nghỉ ở giữa cầu thang đưa lên phòng làm việc trên cùng của ông ta. Delia đang tập đi trở lại, cố tựa nặng nề lên cánh tay ông ta. Cô gần như đứng không vững, nhưng cô đòi phải đi tiếp. Cô cảm thấy cô quan tâm nhiều hơn đến tính cách của người chủ nhà, và cô không thể chờ đợi lâu hơn được xem việc làm của ông ta và nơi ông ta làm việc. Cô hỏi, trong nhà ông không thấy có treo bức tranh nào của ông cả. Tại sao vậy? Tôi đã nhìn rất kỹ để tìm xem, nhưng không thấy. Không có đâu. Ông ta nghiêng người và nhìn qua tay vịn cầu thang. Cái cầu thang hẹp lượn tròn đưa lên tận tầng trên cùng. Tôi không có ảo tưởng về các bức tranh của tôi. Nói thật ra, tôi có để một hai bức tranh trong phòng tôi. Những bức tranh tôi thích nhất, nhưng chúng chưa phải là tiêu chuẩn để tôi có thể bày công khai. Ông chưa bao giờ triển lãm hả? Lúc tôi còn trẻ hơn bây giờ thì có. Tôi là thành viên của Hội nghệ thuật Hoàng gia và các tranh vẽ của tôi luôn được trưng bày. Nhưng tôi không hài lòng. Bây giờ tôi vẽ chỉ để mình vui, vui vì diễn tả cho riêng mình. Tôi cho rằng đó là lý do vững chắc duy nhất của hội họa. Sự ao ước được sáng tạo một cái gì lâu dài bên trong dòng chảy của thời gian. Một cái gì đó thuộc về ta, khác hẳn sự hết sức bừa bãi của cuộc sống. Nghệ thuật là để thỏa mãn. Lý do là ở chỗ đó, nó hình thành từ cái hỗn mang, không hình thù gì cả. Chúng ta lên tiếp nha. Vâng, tôi nghĩ vậy đủ rồi. Một cánh cửa sập mở rộng đưa vào phòng làm việc. Ánh sáng dần dương đổ xuống các bậc thang bằng gỗ vàng. Delia thở ra nhẹ nhõm khi cô bước vào cái thế giới trên cao này. Mắt cô có thể nhìn bao quát chung quanh. Một căn phòng lục giác toàn lấp bằng kính trong. Sàn nhà được trải hai tấm thảm ba tư nhiều màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Phòng không có nhiều bàn ghế, chỉ có một đi văn có trải tấm trải bằng nhung. Hai cái ghế dựa cũ nhưng êm ái, một cái giá vẽ, một bàn vẽ trên để lọ đựng bút vẽ và hộp sơn dầu. Trên giá vẽ có một bản vẽ còn dang dở. Mặt trời bên trên sóng nước, chung quanh phòng dựng sát tường các bức vẽ hầu hết vẽ về biển. Biển đêm trăng sáng, biển lúc chiều tà, lúc bình minh âm u, khi bão tố rực rỡ dưới ánh sáng dần dương. Những bức vẽ không vẽ biển là những bức vẽ hồ nước, vẽ con sông Murray to rộng. Bà xem có được không? Ông ta không nhìn ngay cô mà nhìn xuống hồ. Cuối cùng cô đáp, tôi không ngờ quá sự mong đợi của tôi. Cô đi quanh phòng, nhìn vào từng bức vẽ, quan sát kỹ lưỡng ngay cả những bức chỉ mới phát họa. Ông ta kéo một tấm vải che ở hướng tường phía đông để lộ một vật có hình dáng kỳ lạ. Sau đó mở cửa sổ, điều chỉnh tầm nhìn của kính viễn vọng. Cái này rất thuận tiện cho việc thấy trước tàu, hàng hóa đi và đến. Ban đêm tôi nhìn cả trăng sao. Mái che chỗ này cơ động, viễn vọng kính có thể nhìn đủ hướng. Cô quay lại mỉm cười. Ông đã nhìn tôi qua thứ này. Vâng, tôi đã thấy bà qua buồng lái. Bà nói gì với con bà, rồi cả hai người cười phá lên. Bà đã vượt qua chỗ sóng vỗ tàu tứ phía. Tôi hy vọng trông thấy bà đuối sức hoặc ít ra tỏ ra sợ hãi. Điều đó sẽ gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất. Quả vậy đó, tôi đã sợ hãi. Tuy nhiên nó cũng có hiệu quả làm mình phấn chấn. Tôi đã nói như thế này. Thật là kỳ cục phải không? Thế rồi mọi việc bất chợt qua đi. Gordon là một cậu trai tốt. Cậu ngồi với bà cho tới sáng hôm sau. Suốt cả đêm lúc bà mê sảng, tôi đề nghị cậu ngủ lại đây, nhưng cậu không chịu lên giường. Đúng vậy, Gordon là đứa có nhiều tình cảm. Nó gợi cho tôi nhớ... Sau đó cô kể cho ông Alastair Ribbon nghe về mối tình đầu của mình. Người anh họ đã chết lúc mới 19 tuổi. Về cô Barrett, về thái độ thù ghét của dì Hester, về sự thiếu kiên nhẫn của Adam. Thật là kỳ lạ khi ta nhìn về quá khứ. Bà Dorothy Barrett à, Bà ấy ngày nay được bao nhiêu tuổi? Tôi không biết. Tôi đoán độ 60. Bà Barrett. Bà Barrett. Đúng. Tôi tin chắc đúng là cái tên đó. Tôi nhận được một bức thư từ một người bạn nào đó ở Anh. Gửi gắm một người mà họ đã dùng và người đó sắp trở lại Úc để làm cô giáo cho cháu trai và cháu gái của tôi. Tôi nghĩ đó có thể là cùng một người. Bà ta không còn trẻ. Có lẽ vậy. Lần cuối cùng tôi nhận được tin cổ là cổ đang làm việc trong một gia đình ở Dorset, gia đình Ronkin Hornets. Vậy là mọi việc kể như ổn. Cô Mellership hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên cổ chỉ khá hơn một vú em thôi. Tôi muốn có người để rèn luyện trí óc và tư cách lũ trẻ. Cô Mellership đã không còn đủ khả năng dạy thằng Jamie nữa. Còn mẹ nó, nói thật ra ảnh hưởng của mẹ nó không hay. Delia không trả lời, hơi bỡ ngỡ trước những lời tâm sự đó. Điều này cũng phù hợp với sự xét đoán của cô về bà Henry. Cô lại nhìn qua kính viễn vọng. Chiếc tàu đã đến gần, trông rõ ràng trong ánh sáng của mặt trời đã ngã về Tây. Ông Alastair nói, tôi phải đi xuống để giải quyết một số công việc khi tàu cập bến. Tôi sẽ trở lại ngay. Bà ở lại đây chứ, hơn là lại phải leo lên thang lầu tối nay. Tôi sẽ mang thức ăn lên cho bà. Ông ta ra đi. Cô nhìn xuống con tàu Philadelphia đậu ở cầu tàu. Các con của cô trở về trên chiếc thuyền con và xách túi cá lên tàu. Cô thấy khói bếp tàu bốc lên từ ống khói. Cô biết chồng cô nằm bên trong cái cửa sổ rộng, đang ăn chậm chạp, vụng về chỉ với một bàn tay. Cô cũng thấy khuôn mặt nhỏ bé, tiều tụy, ẩn dưới cái mũ chẳng ra hình thù gì của Liêm. Chạy nhanh nhẹn dọc bên hông tàu, đuổi theo sau là gương mặt to rộng hơn của Shackley. Đây là lần đầu tiên từ khi bị bệnh, Delia cảm thấy đói bụng. Khi mặt trời đã lặn và màu sắc đã biến mất trên bầu trời. Trên mặt hồ, cô chờ đợi ông Alastair Ribbon trở lại đến nóng cả ruột. Chợt cô nghe tiếng bước chân của ông ta, rồi đôi chân mày rậm, cái mũi quặm và hàm râu nhọn hiện ra nơi cánh cửa sập. Ông ta mặc một cái áo dài đỏ bằng lụa Nhật. Ông ta la lên. Bà ở trong tối quá vậy? Tại sao bà không kêu Athen thắp đèn? À, cô ta đem thức ăn cho chúng ta mà lại không đem đá. Đúng là một cô gái lười. Chúng ta phải uống trước, nếu không nó sẽ ấm lên. Xin đừng thắp đèn vội. Tôi muốn nhìn những ngôi sao xuất hiện đầu tiên. Tôi lại thích thấy chúng ta ăn gì. Ông ta bình tĩnh nói. Vả lại tôi cũng thích nhìn bà. Trong trí nhớ cô dội lên một âm gian. Trước kia đã có lần ai đó nói với cô những lời lẽ như vậy, nhưng cô lại không nhớ rõ nội dung. Ông ta đã mở xong nút chai. Sau khi nếm thử một chút rượu vang màu vàng, ông ta đưa cho cô ly rượu đầy, đồng thời rót đầy ly rượu của ông ta. Chúc mừng tương lai. Tôi sợ rằng lúc nào tôi cũng sống với quá khứ. Bà không nên như vậy. Quá khứ là dành cho những người già, cuộc sống đã ở phía sau họ. Tôi cảm thấy từ trong xương tủy rằng bà có cả một tương lai dài, đầy triển vọng, và tôi cũng có phần trong đó. Tôi lại không thấy vậy. Này nha, ông ta vui vẻ nói, có ai thấy một phụ nữ già thẹn thùng rất duyên dáng như bà? Bà giống như một cô gái trẻ, sự tươi mát của dáng dấp, đôi mắt phản ánh sự sôi nổi trong tâm hồn. Đôi mắt đen sẫm của ông ta mở to nhìn cô tha thiết. Cô quay đi và nói, xin ông đừng cười, tôi đói khủng khiếp. Tôi đã cố hết sức để không tấn công các miếng bánh mì sandwich thịt gà kia trước khi ông về nhà. Tôi cảm thấy như mình đã không ăn cả tháng rồi. Ôi tệ hại cho tôi, lý ra tôi phải bảo đem cả con gà. Tôi chủ quan quá. Tối nay tôi định ăn nhẹ nhàng thôi. Này, bà dùng hết đi. Không, không đâu. Cô cười phản đối. Tôi không đói đến như vậy đâu. Trong tình trạng còn yếu sức của cô, ly rượu nhẹ cũng đủ tác dụng. Rượu dường như chạy trong các mạch máu của cô, làm cô cảm thấy ấm áp. Cô ăn hết 2,5 miếng bánh mì sandwich. Những tia sáng le lói đã tắt, bầu trời trở nên đen sẫm, nhưng trên mặt hồ vẫn lấp lánh những tia sáng. Cô ngồi đây, nhìn xuống khuôn ánh sáng là cửa sổ của phòng Brenton. Cô trầm ngâm bảo, tôi không thích nghĩ tới việc ảnh nằm bất động nơi đó. Cô bất thần cảm thấy tình thế của cô ở trong căn phòng cao này, xa cách những lo lắng của cuộc sống hàng ngày. Cô đã rời xa thực tế. Ngày mai tôi phải trở về, ảnh đang nhớ đến tôi. Lúc nào ổng cũng là một người ưa hoạt động, tôi tin như vậy. Chính điều đó làm ổng đau khổ hơn khi phải chịu nằm một chỗ. Ảnh là người năng hoạt động nhất mà tôi được biết. Lúc ảnh còn trẻ, ảnh có thể làm việc 24 giờ trong một ngày mà không ăn, không uống, không ngủ nghe gì, rồi sau đó nhào xuống bơi như điên. Thế mà bây giờ... Cô nhún vai, ông ta thở dài. Dân, cuộc đời có khi tàn nhẫn. Tôi không rõ bà có tìm được nguồn an ủi từ các dì sao không? Mỗi khi tôi có một vấn đề không giải quyết nổi, hoặc có những ý nghĩ không chịu đựng được, tôi thấy các dì sao làm tôi bình tâm trở lại. Không vật nào khác làm được như vậy. Nhìn dòng sông trôi chảy cũng gây cho tôi hiệu quả như vậy. Kìa, một ngôi sao trong dải ngân hà đã xuất hiện trong kính viễn vọng. Ông thổi ngọn đèn và mở mái che bên trên nóc. Tôi nhìn có được không? Bà chờ một chút, tôi điều chỉnh cho bà. Ông ta dịch qua một ít để cô có thể lại gần ống kính, nhưng vẫn còn kề sát bên cô. Bà thấy không? Ông ta thấp giọng. Bây giờ sao mộc hiện rõ hơn. Cô nhìn kỹ vào kính viễn vọng và xúc động vì vui thích. Sao mộc là một quả cầu sáng, có những sọc màu, mỗi bên có những vệ tinh nho nhỏ chiếu lấp lánh, xếp thẳng hàng. Ông ta đứng sát phía sau cô, đến nỗi cô cảm thấy hơi thở ông ta trên tóc cô. Nếu cô ngã ra sau một ít hoặc quay mặt lại, nhưng cô vẫn dán mắt vào dụng cụ để nhìn một thế giới khác, cho tới khi bàn tay của ông ta đặt nhẹ lên vai cô, đẩy cô sang bên. Delia cảm thấy đầu gối cô run rẩy, không phải vì cô nhìn mệt, mà vì cô đứng quá lâu từ lúc rời khỏi giường, và vì đã leo thang lầu. Cô nói, xin cho phép tôi được ngồi. Ôi, bà thân mến, tôi thật vô tâm. Ông ta đưa cô lại, ngồi vào một chiếc ghế thấp, còn ông ta ngồi dưới chân cô, với đôi mắt quen nhìn ánh sáng các vì sao. Cô thấy ông ta nhìn đăm đăm vào mặt cô. Trong sự im lặng, họ nghe có tiếng một con thiên nga hạ cánh xuống giữa đám lau sậy bên bờ hồ. Ông ta nghiêng mình tới, nắm lấy một bàn tay cô, áp sát bàn tay vào trán ông ta. Bà có thể bảo tôi làm bất cứ điều gì, bà có biết vậy không? Tôi sẵn sàng đặt cả cuộc đời tôi dưới chân bà. Ông ta buông tay cô, nâng một bàn chân cô lên và hôn vào mu bàn chân. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, bà chỉ cần ra lệnh cho tôi. Nhưng tôi không muốn bảo ông làm gì cả, chỉ muốn bảo ông đừng làm phức tạp, rắc rối thêm cuộc đời vốn đã rắc rối phức tạp. Môi cô run run. Tôi không chờ đợi điều đó ở ông. Tôi nghĩ rằng tất cả các điều đó đối với ông đều không đáng kể. Ông dường như là một người luôn luôn biết tự chủ, biết tự giải quyết lấy. Tôi mà như vậy à? Ông ta úp mặt vào vạt áo của cô, và cô cảm thấy các thớ thịt ở miệng ông ta co rúm lại vì mếu hoặc vì một nụ cười. Đó là điều bà đã lầm. Tôi chỉ yêu cầu được dâng hiến. Tôi không đòi hỏi gì ở bà, chỉ mong bà không ghét bỏ tôi. Tôi không ghét bỏ ông, nhưng tôi cũng không yêu ông. Vì vậy không có vấn đề hiến dâng và thu nhận. Xin ông đứng lên đi. Đôi tay ông ta run rẩy ôm ngang người cô, mặt ông ta vẫn úp vào vạt áo cô. Tôi yêu em trọn vẹn, tôi tôn thờ tâm hồn và thể xác em. Tôi đi đây, tôi sẽ đi ngay, tôi trở về con tàu ngay đêm nay. Ôi Delia, em không nên bỏ đi như vậy. Tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi hứa. Lúc cô trở về phòng, cô ngồi rất lâu bên giường. Trí óc cô quay cuồng đến nỗi cô không còn đủ sức để thay quần áo. Nước hồ bên dưới được gió đêm khuấy động, liên tục đập vào bờ. Cô không ngạc nhiên. Từ lúc cô bệnh, cô biết rằng ông ta đã si mê cô, nhưng cô đã không chờ đợi một tình cảm sâu đậm đến thế, một sự đam mê dồn nén biểu lộ trong giọng nói run run như thế. Cô cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực thẳm của một ngọn núi lửa. Trở lại cuộc sống bình thường, lái tàu một hơi 12 tiếng, với một vài khoảnh khắc nhỏ nhớ tới ông Alastair Ribbon, với sự tỏ tình bất chợt của ông ta. Delia thấy cần viết thư cho ông ta, theo như ông ta yêu cầu, nhưng cô không nhắc gì đến chuyện đã xảy ra giữa hai người. Cô viết về công việc của cô, về kế hoạch chở hàng cho trạm xây dựng tại hồ Victoria, về hội họa và về các bức tranh ông ta đã cho cô xem. Đứng một mình trong buồng lái, đôi khi cô mơ đến những ngày sống như mơ trong nhà ông Alastair. Ăn mặc lụa là sang trọng của phương Đông, sự sùng kính của ông ta, xa cách những điều lo lắng và trách nhiệm, rảnh rang để vẽ cả ngày. Sau đó là thảo luận mọi điều với người bạn nghệ sĩ và chào đón ông ta đến bên giường cô trong ngôi nhà đẹp đẽ, sang trọng bên bờ hồ. Đó chỉ là giấc mơ man dại nhất. Cô biết vậy, ngay cả khi cô được tự do, không có cuộc sống nào toàn vẹn hơn thế. Một ý nghĩ như vậy là sự phản bội lại Brenton và các con cô. Họ cần ở cô. Phải chăng họ cần cô hơn là ông Alastair? Điều đó chưa đủ. Bổn phận của cô là phải ở với họ. Đó là bổn phận đứa con gái đoan trang của Chúa. Tàu Philadelphia kéo còi cập bến vừa lúc Meg làm xong bánh. Cô chạy ra, đoạn chạy vào tháo chiếc tạp dề dính đầy bột. Cô chạy xuống bờ dốc, lao vào đôi tay của Delia vừa mới bước lên bờ. Delia thấy cô gầy hơn và hỏi: "Con làm việc nhà nhiều lắm hả?" Meg trả lời: "Ồ không, con thích làm việc." Làm sao cô dám nói cho mẹ nghe? Cô đã để lòng yêu thương Gary, con bà Melvin, người lính hơn cô 10 tuổi, một vị anh hùng đã mất 2 ngón tay từ chiến trận trở về. Cô lên thăm cha cô và hôn vào gương mặt hồng hồng với chòm râu vàng ánh. Brenton nắm cổ tay gầy gò của con gái bằng bàn tay phải, bàn tay còn yếu của anh, và anh bóp mạnh tới khi cô bé kêu lên. "Con thấy không? Trước đây bàn tay này, cha chẳng làm được gì. Không bao lâu nữa, cha sẽ cầm lái tàu được thôi." Meg ôm lấy cha và chạy ra ngoài gặp các anh. Meg nắm tay mẹ đi lên con đường dốc. Cô nhìn thấy mẹ đẹp hơn mặc dù vẫn mặc cái áo vest đàn ông. Cái áo dường như làm nổi bật cái dáng thanh nhã và đôi bàn tay thon thon. Delia bảo: "Mẹ nghĩ về tương lai của con thân yêu. Con có muốn học để trở thành bác sĩ không? Mẹ nghĩ mẹ phải lo học phí ngay bây giờ. Mẹ sắp xếp để chạy chuyến hồ Victoria. Dĩ nhiên là phải học nhiều năm." "Không đâu mẹ, con muốn trở thành y tá." "Được, ít ra con cũng biết ý muốn của mình. Mẹ không biết Gordon sẽ làm gì. Con có muốn tập sự ở bệnh viện Wycliffe không? Nhưng dầu sao con cũng còn nhỏ quá, cần ở nhà 2 năm nữa. Ở nhà hả? Tất nhiên là ở trên tàu với cha mẹ. Con có thể thực tập nơi cha con. Cha nói con làm y tá tốt hơn mẹ. Cha bảo mẹ chỉ là hộ lý dỏm. Tại vì mẹ thiếu kiên nhẫn mẹ à. Mẹ nghĩ con có thể ở lại đây thêm 1 năm nữa không? Mẹ Melvin nói con hơi gầy. Nếu con bệnh, không thể đưa con đi bệnh viện được. Mẹ Melvin cũng nói gì về lao phổi mà có lần mẹ đã nói. Thật vô lý hết sức. Bà Melvin không có quyền dọa con bằng những chuyện như vậy. Bác sĩ đã khuyên nên sống cuộc sống sông hồ. Mẹ hoàn toàn khỏe mạnh cho tới khi mẹ bị sưng phổi mới đây. Mẹ nghĩ con có thể giúp mẹ. Dĩ nhiên là con sẽ đến nếu mẹ không khỏe. Nhưng... Ý nghĩ về Gary làm cổ họng cô khô khốc. Có thể thỉnh thoảng con lại về. Để tính xem. Nhưng trong thâm tâm, Delia quyết định là Meg phải đi cùng với cô. Bà Melvin ảnh hưởng đến Meg nhiều quá. Delia nhớ lại cái cảm giác khó chịu mơ hồ trong lần viếng thăm trước khi nghe cái giọng giành quyền của bà Melvin. Meg là con gái của cô. Cô không muốn ai chiếm đoạt vị trí làm mẹ của cô. Anh Brenton, em muốn bàn với anh chuyện này. Em lo về chuyện của Meg. Đơn giản biết mấy nếu cô có thể nói như vậy với chồng và trao đổi với nhau về mọi nỗi lo âu của cô, trút gánh nặng cho người khác trên đôi vai cường tráng. Nhưng Delia cảm thấy rằng điều đó là vô ích. Đầu óc của chồng cô giờ như ẩn giấu bên trong. Anh ít quan tâm đến con cái và dành hết thời gian cho quyển sách kỳ dị bằng tiếng Đức mà cô không tin rằng anh đọc được. Có thể cô lo ngại không cần thiết. Cô không thể tin tòa án lại làm chuyện chia cách một đứa con với người mẹ sinh ra nó, đặc biệt nếu đứa con đó không muốn vậy. Nhưng lạ lùng thật, Meg cứ bướng bỉnh không muốn ra đi. Delia nhìn ra phía trước, dãy Longreach đang mở rộng. Sau này, theo ý cô, đậu tàu để đổ hàng tại Renmark thì tốt hơn, lại tránh được con nước rồng. Bằng cách đó, cô cũng tránh được không phải gặp ông Cyrus James hoặc ông Alastair Ribbon. Đó chắc là điều hay. Thật khó mà tưởng tượng rằng bà Melvin lại quay ra chống lại với cô bằng cách đó. Dường như từ khi Jim hy sinh trong chiến đấu, bà trở nên hơi mất thăng bằng. Cô nhớ tới bà Melvin, đôi má đỏ bừng vì tức giận. Bà tuyên bố Meg phải ở lại với bà. Môi bà ta miếm chặt, hàm bà vênh vênh, ngang bướng. Do vậy Delia cũng nổi giận. Cô bỏ ra đi không uống tách trà, cũng không ăn bánh do Meg làm. Cô ra đi với những lời la hét của bà Melvin phía sau. Nếu cô cố giành con bé lại, tôi sẽ đưa ra tòa. Luật pháp không cho phép cô phá hoại cuộc sống hạnh phúc của trẻ thơ. Lúc đó, Meg đã đi gọi ông Melvin và Gary về uống trà, nên cô không nghe cuộc tranh cãi đó. Delia gặp cô bé lúc cô bé trở về. Delia bảo Meg lên tàu cùng đi với gia đình. Meg không cần phải đem theo gì nhiều, chỉ cần vài bộ quần áo ấm, sau đó đến Renmark sẽ mua thêm. Nhưng Meg lại không chịu vì Gary đã rủ cô đi rọi đèn bắn chồn tối hôm ấy. Do vậy, Delia giờ đây lấy con tàu với con tim trĩu nặng, bỏ con gái lại với người đàn bà đã ảnh hưởng tới tâm hồn con gái, chống lại mẹ ruột của nó, chống lại gia đình nó. Cô không thể neo tàu lại chờ Meg thay đổi ý kiến, và cô không muốn ra lệnh con gái phải đến với cô. Delia muốn nói chuyện với ông Cyrus James về Meg, nhưng cô không muốn gặp ông ta đứng một mình, hoàn toàn một mình. Cô định bảo một đứa con trai đi mời ông ta. Nhưng ông ta đến khi cô chưa kịp mời. Ông ta vui vẻ chào cô. Cô đưa ông ta đến phòng của Brenton. Cô đứng đối diện với ông ta cách khoảng bằng đường kính của bánh tay lái to lớn. Không phải tôi định nói với ông về bản đồ. Tôi muốn trao đổi với ông một lúc. Mắt ông ta mở to và ông ta bước về hướng cô. Cô đưa tay ngăn lại. Ông Cyrus, xin ông nghe tôi. Tôi không thể hỏi ý kiến của Brenton trong những ngày này. Và tôi muốn xin ý kiến ông về chuyện con gái tôi, về Meg. Cô kể cho ông ta nghe về thái độ lạ lùng của bà Melvin, về cái vẻ muốn cưỡng lại không muốn về tàu của Meg, về sự lo âu của cô sẽ bị mất con gái. Vậy tôi phải làm gì? Con gái tôi sống trong nhà bà ta, và bà ta từ chối không chịu buông tha nó. Phải chăng bà ta không có quyền như thế đối với con gái tôi? Thật là khó trả lời. Thông thường thì bà mẹ có quyền ưu tiên, ngoại trừ người ta chứng minh được bà ta không thích hợp với việc nuôi dưỡng con cái. Đúng vậy đấy. Delia đỏ mặt. Bà ta cố gắng chứng tỏ rằng tôi không đủ điều kiện, vì mấy năm trước đã có lần tôi đau phổi. Con út của tôi bị chết trên tàu. Và bà ta nói thật không thể chịu được. Bà ta luôn luôn tốt với tôi, giữ giùm con cái, dạy dỗ chúng, vân vân và vân vân. Cô bất thần đưa hai tay ôm lấy mặt, gục đầu vào tay lái. Cô Delia, tôi muốn được giúp cô. Tôi ao ước mình có quyền. Nếu tôi là cha chính thức của Meg, bà ta đã không đoạt được cô con gái của mẹ nó. Tôi không thể cưới cô, thật vô phúc. Và điều tôi có thể góp ý giúp cô là cô đi ngay đến thành phố và hỏi ý kiến luật sư càng sớm càng tốt. Cô bé càng ở đó lâu càng khó gỡ ra. Meg vẫn còn yêu thương cô, nhưng không rõ đang chịu ảnh hưởng tới mức độ nào. Ý ông muốn nói là phải dùng lệnh tòa án, một án lệnh, hay là một cái gì đó buộc bà ta phải buông tha con bé? Đúng vậy. Và tôi nghĩ rằng cô sẽ không gặp gì rắc rối trong chuyện đó vì cô là mẹ ruột. Ngặt nổi là Meg cũng khá lớn, đủ để phát biểu ý muốn của nó. Cô nghĩ rằng nó không mặn mòi lắm với việc ra đi phải không? Có một lý do nào đó khiến tôi không thể hiểu được. Tôi nghĩ rằng nó giận tôi điều gì đó. Vào cái tuổi đó, thông thường là vì một chàng trai. Ồ không đâu. Meg chỉ là một đứa trẻ. Ngay khi tàu chúng tôi xuống đến Morgan, tôi sẽ đi vào thành phố. Cảm ơn ông. Ông làm tôi vững lòng tin. Tôi mong cô sẽ cho tôi giúp cô vững lòng tin cả những chuyện khác. Ông ta nói bóng gió. Cô chỉ mỉm cười với ông ta và bước ra khỏi buồng lái. Meg chải mái tóc đến lần thứ 5 và cô chải sao cho tóc bồng lên. Cô rất háo hức về chuyện sẽ được cùng đi săn với Gary. Sự sợ hãi và sự háo hức làm cho tim cô nghẹn nghẹn. Cô sẽ đi ra ngoài một mình với anh trong bóng tối của đồng cỏ và có thể xảy ra chuyện gì đó. Cô vừa đọc xong một truyện trong quyển truyện Thế giới phụ nữ. Người đàn ông lớn tuổi hơn cô gái nhiều. Đối với người đàn ông, cô gái như một đứa con nít, cho đến khi ông ta ý thức được cô gái cũng là phụ nữ. Thế là vang lên tiếng chuông của buổi thành hôn. Bên dưới niềm vui sướng hạnh phúc của cô vẫn còn vương chút nỗi buồn phiền. Cố gắng để quên đi, nhưng nó vẫn thấp thoáng. Đó là gương mặt của mẹ cô khi bà ra đi. Gương mặt bực tức, giận dữ. Mẹ Melvin đã nói gì với mẹ? Tại sao mẹ lại muốn Meg ra đi ngay ngày hôm nay? Dĩ nhiên là cô chưa đi khỏi trang trại được, chờ đến lúc nào cô có dịp nói với Gary rằng cô yêu anh. Cô tẩm một ít nước hoa Iodelier Cologne vào khăn tay và đút vào dây thắt lưng. Lúc cô bước lên xe ngựa, Gary hít. Chà, mùi gì thế này? Anh muốn hỏi khăn tay em hả? Cô móc khăn ra và đưa ngay dưới mũi anh, nhưng anh quay đi. Ôi, cái mùi gì mà tệ hơn mùi chồn già. Đây là nước hoa Iodelier Cologne. Meg để khăn ra xa sau chỗ ngồi cô cảm thấy hơi bối rối. Theo những truyện và những quảng cáo mà cô đã đọc, nước qua lôi cuốn đàn ông, nhưng Gary có vẻ như dửng dưng. Cây đèn rọi nằm giữa chỗ họ ngồi, nên Meg không thể ngồi sát bên Gary. Khi đến cổng, Meg xuống xe mở cổng. Cô cảm thấy đất rộng mênh mông. Ánh sáng các vì sao từ trên bầu trời đêm không trăng chiếu xuống người cô. Sương đêm bàn bạc, gió lặng lờ. Khi cô leo lên xe, Gary nói anh đã thấy một cái hang chồn gần bờ một đầm lầy trong đám lau sậy. Phải đến đó trước xem sao. Cô cầm đèn rọi và mở ngay đèn khi anh ra lệnh. Meg lẻo đẻo sau chân anh giống như một nữ nô lệ đi theo chủ. Mắt họ quen dần, họ đi dễ dàng dưới ánh sáng các vì sao. Bỗng Gary đứng lại, nâng nòng súng lên. Anh im lặng ra lệnh cho Meg tiến tới. Cô run rẩy nắm chặt lấy cây đèn rọi, có tiếng loạt xoạt bên trong đám sậy. Bấm đèn. Cô nhấn nút bấm, một luồng sáng chói lòa chiếu vào đám sậy. Con chồn sững người vì bị chóa, nhưng đột nhiên phóng chạy. Cùng lúc đó một tiếng nổ nghe điếc tai. Trúng rồi! Cô la lên trong khi con chồn ngã vật xuống, bất động. Khi họ đến gần con thú, cô cảm thấy đau xót. Máu chảy từ cổ con chồn. Cô lẩm bẩm. Tội nghiệp. Tội nghiệp à? Nó là một con đã giết chết hết cả bầy gà con tuần rồi. Và không đáng giá gì. Vô tình cậu vặn vẹo bàn tay trái cục ngón. Meg đặt bàn tay cô lên hai bàn tay cậu. Anh kể cho em nghe, tại sao anh mất các ngón tay này đi? Cậu chưa bao giờ nói chuyện này ở nhà. Anh hất tay cô và nói, thôi, mình về. Anh ghét kể lại cái chuyện lôi thôi đó. Meg ngồi yên trong một góc, nước mắt chảy ướt má. Cô hy vọng cậu sẽ hôn cô. Trái lại, cậu rút tay lại như bị rắn mổ. Một con nhỏ khác phóng ngang qua đường. Gary thản nhiên cho xe chạy tới, cán lên mình nó. Meg rùng mình nhưng chẳng nói gì. Khi chào cậu trước khi đi ngủ, cô ngẩng mặt lên chờ đợi, như trẻ con chờ người lớn hôn. Cậu thì chẳng nghĩ gì nên đưa hai tay đỡ lấy mặt cô, hôn vụng về lên đôi môi đỏ ửng, êm mát và trẻ trung. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô choàng tay qua cổ cậu và hôn trả lại cậu bằng những cái hôn nồng nhiệt. Cậu phải ngã đầu ra sau, lấy tay gỡ tay cô, trong lúc đó cô thì thầm những lời nói lấp bấp. Em biết, anh yêu em rất hiểu anh, vì em rất yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều. Chúa ơi, Meg, mẹ nghe em nói bây giờ, chỉ một mình em. Em mê anh vì anh lớn hơn em, anh ở gần em. Ngày nào đó em sẽ không yêu anh nữa. Không, không đâu, không bao giờ. Cô rên rỉ. Em yêu anh mãi mãi, mãi mãi. Em yêu anh vì anh rất tốt, rất dũng cảm, rất... Anh không dũng cảm. Tại sao em nhồi nhét cái chuyện không có đó vào đầu óc? Bực tức, cậu la to. Em thấy vết thương này à? Vết thương danh dự này à? Chính anh tự gây ra bằng cây súng của mình để anh có thể thoát khỏi trận chiến đẫm máu đó và quay trở về nhà. Còn anh của anh không làm vậy nên bị chúng giết. Đây là vị anh hùng của em tự mình gây thương tích. Gary! Bà Melvin la lên. Bà nghiêng đầu nhìn vào nhà bếp. Bà mặc một cái áo ngủ tay dài, mái tóc màu xám tết lại. Đúng vậy mẹ à, mẹ cũng cần phải biết. Nói ra điều đó sẽ nhẹ lòng. Con không thể mãi là vị anh hùng của đế chế lâu hơn nữa. Bà Melvin lảo đảo đi vào nhà bếp và ngồi thõm vào một ghế dựa. Thôi được con à. Bà mệt mỏi nói. Con đừng la, không cần thiết phải cho cha con biết. Mẹ sung sướng khi anh Jim con đã đi tới cùng. Anh Jim xứng đáng hơn con. Và đúng lý ra, anh ấy phải được về nhà. Bây giờ mẹ có thể coi khinh con. Đúng vậy, thật bất hạnh. Meg sững sờ, cô lên tiếng bên anh. Em không cần, cũng phải can đảm mới dám bóp cò bắn mình. nhưng anh cũng đã giết nhiều tên phát xít mà. Em sung sướng khi thấy anh trở về, anh Gary à. Cảm ơn em bé. Giờ thì em bé đi ngủ là tốt hơn. Cậu tặng cho cô một nụ cười nhẹ, gượng gạo. Đúng vậy Meg à, con đi đi. Mẹ cần uống một tách trà. Mẹ cảm thấy mẹ không ngủ được. Còn trà trong bình không? Gary, tốt hơn con cũng đi đi. Có thể đến sáng mai mẹ sẽ quen với điều con vừa tiết lộ. Gary nhún vai, đi chậm rãi ra cửa, nhặt cây súng lên. Để súng lại đó. Bà Melvin la lên. Cậu nhìn thẳng vào mẹ, châm biếm. Sao? Bộ mẹ tưởng con dùng súng bắn dở sọ con chắc. Mẹ đừng lo. Vị luật sư ngã người ra sau cái ghế dựa lót da, chập mấy đầu ngón tay lại nhìn Delia. Tôi nhận thấy đời sống riêng tư của bà không có gì đáng chê trách. Bà không sống xa chồng bà hay một điều gì tương tự như vậy. Vâng, nhưng như ông thấy đó, chồng tôi nằm liệt giường và không quan tâm gì nhiều đến chuyện con cái. Được, vậy tốt hơn bà khuyên ông ấy ký tên vào một bức thư gọi con về. Ngoại trừ người đàn bà kia chứng minh được rằng bà đã sống một cuộc sống phi luân và không thích hợp cho việc dạy dỗ con cái hoặc gia đình bất hòa có hại cho đứa nhỏ. Ông ta mỉm cười, hài lòng với sự gợi ý của mình. Ồ không, không có chuyện gì như vậy đâu. Delia cũng mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Không ai ngoài cô ra biết chuyện gì gần như đã xảy ra. Chỉ cần một lời nói kiểu ngồi lê đôi mắt cũng đủ buộc tội cô. Tất cả mọi chuyện khác, bà đã bị đau phổi, cuộc sống phiêu bạt trên sông, việc đứa con út chết trên tàu. Ngay cả khi bà Melvin là người khá giả và có thể giúp cho con bà được sống tốt đẹp, đều không ảnh hưởng đến tòa về việc cho phép tách con ra khỏi bà mẹ ruột của nó, nếu không có một lý do chính đáng nào khác. Cô gái đã học xong sơ học, không bao giờ bị bỏ bê. Luật pháp quan tâm bảo vệ hạnh phúc của đứa trẻ, chống lại những người làm cha mẹ không xứng đáng. Vậy bà không có gì phải lo lắng. Ông ta nở nụ cười xã giao, để lộ bộ răng rất đẹp dưới bộ ria mép khi đưa cô ra cửa. Chào tạm biệt bà Edwards. Tôi sẽ đưa vấn đề ra tòa, xin một án văn ngăn bà Melvin ảnh hưởng đến cô con gái bà, chống lại cha mẹ nó, và buộc bà ta phải chú ý đến nguyện vọng của bà. Còn trường hợp Meg lại muốn ở lại. Rất may cô gái còn quá trẻ, nên tòa có thể quyết nơi nào có lợi cho cô ta hơn. Nếu cô ta đã thành niên, sự việc sẽ khác. Khi Delia từ thành phố trở về tàu tại Morgan, Brenton đang ngồi lại ghế đẩy. Anh chào mừng cô. Các con cô mừng rỡ. Chúng cười đùa và nhảy múa chung quanh cô. Trong lúc Brenton ngồi mỉm cười, vẻ tự hào và thích thú. Trường đang lúc nghỉ, nên Rennie về tàu sum họp với gia đình. Còn Meg vẫn ở lại trại. Mẹ không đoán nổi đâu mẹ. Cha đã tập luyện. Ông bác sĩ tại Milan đã tặng cho cha quyển sách Bác Shackley kiếm xe đẩy. Tại sao anh không nói với em? Cô hôn anh, đưa tay lên chùi giọt nước mắt. Thật tuyệt anh à. Em không ngờ. Em rất mừng cho anh Brenton. Anh không muốn em thất vọng nếu anh không thành công. Em coi nè. Anh đưa tay dặn tay lái và đi khập khểnh qua phòng khách. Anh có thể đi bất cứ nơi đâu trên sàn tàu. Shackley bảo sẽ làm cái dốc dài đi lên buồng lái. Sau đó... Delia nhìn theo, suy nghĩ. Vậy là anh đã có thể trở lại buồng và sẽ lại là thuyền trưởng. Cô đột nhiên cảm thấy cô không muốn bị mất chỗ tại tay lái, rằng cô vui thích trong vị trí người nữ thuyền trưởng duy nhất trên sông. Thích thú được những người đàn ông như Shackley, thuyền trưởng Ferguson, thuyền trưởng Ritchie, kính trọng khả năng và sự tự chủ của cô. Cô buồn buồn nghĩ đến việc cô không còn trách nhiệm, rảnh rang để vẽ, lười nhác suốt cả ngày trên tàu. Giờ đây tương lai đó không làm cô vui thích. Cô phải được ở bên tay lái, làm việc trong nhiều giờ liền. Brenton không được cầm tay lái, nhưng anh có thể ra lệnh cho cô. Một ý nghĩ khác đến với cô. Cô phải có người tin cậy để giúp đỡ Brenton, và có một ngôi nhà nhỏ trên bờ sông, nhà ở đâu đó trên đường tàu chạy, dùng làm chỗ ở cho Meg. Không phải vì bà Melvin có thể nói cô không có một ngôi nhà thích hợp cho con cái. Cô không hề nghi ngờ gì cô sẽ đưa được Meg về, vì luật pháp thuận lợi cho cô. Nhưng cô hiểu sự ngoan cố của bà Melvin. Cô cố gắng đưa Meg về càng sớm càng tốt, khi cô bé còn trong tuổi vị thành niên. Trong lúc đó, Meg đang ở trong tâm trạng vừa hạnh phúc vừa đau khổ vì một tình yêu không được đáp lại. Gary mặc dù không vừa ý, cũng xúc động vì sự sùng kính công khai của cô. Nhưng điều đó đồng thời làm cậu bối rối và khó xử. Nên cậu xử sự với cô đôi lúc ân cần, rồi lại bất chợt thô bạo, khiến Meg kinh hoàng và bị xúc phạm. Bao giờ mình đi săn nữa? Cô năn nỉ cậu khi cậu vừa đi từ Waikerick về. Cô đón cậu tại cổng vì sợ mẹ cậu thấy. Bà Melvin đã biểu lộ thái độ lãnh đạm với cậu từ khi nghe cậu tiết lộ câu chuyện bắn đứt hai ngón tay, còn Meg lại thấy cô gần gũi cậu hơn. Cậu nghiêng mình qua, nhìn tấm thân nhỏ bé của Meg đóng mạnh cửa nhà xe trước khi trả lời Meg. Đôi mày màu hung hung của cậu cau lại, vẻ không hài lòng. Cô hỏi, bao giờ anh Gary? Bao giờ vậy? Anh không biết. Meg, em đừng quấy rầy anh. Giọng cậu hơi cáu. Lần rồi đi không kết quả gì, mà em lại muốn đi nữa hả? Mình bắn được một con chồn. Đúng, được một con chồn. Và rồi mẹ biết được sự thật đau xót. Đến nay mẹ vẫn chưa hết đau. Mẹ biết tốt hơn. Anh nghĩ nếu để người ta tự lựa chọn, thà họ không biết sự thật, nếu điều đó làm họ đau khổ. Thôi được, mình đi câu bằng xuồng vậy. Meg đổi chiến thuật. Đồng ý, xế trưa Chủ nhật. Gary hứa. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi đi với Meg giữa ban ngày. Cô bé quá cuồng nhiệt. Biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra. Trong chiếc xuồng nhỏ, Meg ngồi im lặng, tay cầm cần câu, mặc dù lòng cô tràn ngập hạnh phúc và thèm nói chuyện. Đã mấy lần cá cắn câu ở cần câu của Gary, nhưng cậu chẳng giật được con nào, lòng cậu không vui. Trong lúc đó, Meg câu được 2 con. Em câu giỏi hơn là bắn. Gary lầu bầu. Chắc vậy rồi, em đã sống trên tàu nhiều năm và chúng em quen đi câu trên xuồng. Em không nhớ con tàu, nhớ gia đình em sao? Em chỉ muốn sống với anh và Melvin. Cô sôi nổi nói, anh đi đâu em theo đó, anh ở đâu em ở đó. Bà má anh là ba má em, chúa của anh là chúa của em. Nhưng đừng quên mẹ anh đang giận, nhưng không thể giận mãi mãi. Ngay khi mẹ nguôi giận, anh có thể sẽ ra đi, đi đến thành phố. Anh chỉ về giúp cha trong mùa gieo hạt tới thôi. Meg nhìn cậu đăm đăm, mặt xịu xuống, môi run run. Gary, anh Gary, anh đem em theo với nha, nha anh. Em không thể để anh đi, em không thể. Ôi Chúa ơi Meg, em không thể đi theo anh. Tại sao không? Tại sao anh không thể đem em theo? Anh không cần phải cưới em. Em chỉ muốn ở nơi nào anh ở, thường ngày được nhìn thấy anh. Em không cần anh nói chuyện với em. Vậy tại sao anh không cho em đi theo? Bởi vì anh không yêu em và sẽ không bao giờ yêu em. Anh nói trắng ra với cô như vậy. Ôi! Meg bật khóc, những tiếng khóc nức nở. Đầu cô gục lên thành xuồng, mái tóc đen bềnh bồng của cô nghiêng về một bên. Em mới có 14 tuổi. Juliet cũng ở tuổi đó. Đây không phải là sân khấu. Em là một cô nữ sinh lãng mạn. Đã tới lúc em nên sống thực tế, Cuộc sống không phải là một quyển tiểu thuyết đẹp đầy mộng mơ hay là một bi kịch lớn, mà là một trò hề đẫm máu. Một quả pháo đã rơi vào cái nồi nấu ăn. Hai thằng bạn của anh tan thây. Còn anh còn sống. Tại sao? Anh đâu biết tại sao. Suốt thời gian chiến tranh, mẹ luôn cầu nguyện cho anh Jim an toàn trở về, và ảnh đã chết trước khi ký kết đình chiến. Bà trông cậy vào anh, nhưng bây giờ anh không còn có gì anh hùng. Cậu cười chua chát. Em có nghĩ vậy không? Nực cười thật. Gary, anh đừng nên quá cay đắng đến như vậy. Cô nén khóc và chùi mặt vào áo. Anh không làm được đâu, Meg à. Anh giống như một người già. Chính chiến tranh đã biến anh thành như vậy. Không phải vì em quá trẻ, mà là vì anh quá già. Anh không tha thiết gì đến chuyện yêu đương, đến hôn nhân. Meg ngồi đó cam chịu, không nói một lời. Cậu cho xuồng vào dưới chân dốc đá. Sau đó xúc cảm trước gương mặt đau khổ của cô. Cậu siết chặt cô vào mình dây lâu khi cậu đỡ cô xuống khỏi xuồng. Ngay lúc đó cô lại bật khóc to, mà cô gục vào vạt áo trước của cậu, và cậu đứng đó sững sờ. Nhưng cậu không thể đứng đó mãi. Cậu mong cô trở lại sống đời sông nước và trở thành một cô gái xinh đẹp khi cậu gặp lại. Cậu đưa cho cô một cái khăn tay và chờ cho cô trấn tĩnh trở lại. Sau đó đôi bạn leo lên bờ dốc trở về trại. Delia đã mua một ngôi nhà nhỏ với một khoảnh đất, cách thị trấn không xa lắm. Nhà cũng gần sông, có cầu ván bắc ra khỏi bờ sông, nơi đó neo một con xuồng nhỏ. Alex và Meg đi học trường trung học Renmark, đón xe buýt tại góc con đường chính. Khi bà Melvin buộc phải trả Meg về cho cô, Delia quyết phải lo nhà ở trên đất liền cho Meg. Brenton điều khiển con tàu với sự giúp đỡ của Charlie McBean, một thuyền phó mới và hai đứa con trai lớn. Cô mong tìm được ở Meg sự hòa hợp với giới tính mà cô đã sống cùng với các chị trước khi họ bị chìm tàu. Nhưng rồi cô thất vọng. Trước kia trong các cuộc viếng thăm ngắn ngủi, Meg luôn luôn tỏ vẻ thân thiết với cô, nay lại xa vắng và chìm đắm trong yên lặng. Meg trở về nhà chỉ để xoa dịu vết thương lòng. Gary đã ra đi, đi ra thành phố. Cậu tỏ ý sẽ không ở đây lâu. Cậu tìm một chân trên tàu thủy khởi hành từ cảng Adelaide. Meg muốn rời ra khỏi những nơi gợi cô nhớ đến Gary. Căn phòng mà họ cùng nhau chơi bài sau buổi ăn tối, cái cổng mà cô thường đứng đợi cậu về, những địa điểm dọc bờ sông mà họ đã cùng đi picnic với nhau, nơi họ đã đi săn và đi câu. Cô bực bội với mẹ nhưng không nói ra lời. Cô đau nỗi đau của một phụ nữ, lại bị đối xử như một đứa trẻ. Cô cảm thấy mình già dặn, giỏi hơn mẹ trong việc bếp núc. Dần dần cô làm mọi việc trong nhà, lo bếp núc trong lúc mẹ cô lo việc chợ búa và làm giường. Delia yêu việc làm giường, nơi đó mọi vật lớn nhanh trên mảnh đất màu mỡ. Cà chua, dưa tây, dưa hấu, khoai lang và bắp, một hàng cây ăn trái. Delia ở đây giống như một khách lữ hành đến một ốc đảo đầy cây trái, trước khi đi vào tương lai, một sa mạc đầy đe dọa. Brenton có thể sẽ phải đổi nghề, họ có thể phải bán tàu. Người ta bảo việc buôn bán trên sông đã hết thời. Để tránh tình trạng nguy ngập có thể xảy ra, cô nhận đi dạy hội họa. Một tuần 3 buổi chiều cô đi vào Renmark để dạy một lớp những người yêu nghệ thuật toàn phụ nữ. Cô cảm thấy mình hoàn toàn thích thú trong việc dạy, nhưng nó cũng hạn chế nhiều thời gian trong việc vẽ vời của cô. Đối với cô thật là kỳ lạ là có thể ở yên một chỗ sau những năm xuôi ngược trên sông. Thư của ông Alastair Ribbon gửi đến cô đầy lời thân thiết, ước mong. Nhưng cô không cho chúng khuấy động cuộc sống thanh tĩnh này của cô. Hơn một năm rồi, cô không gặp ông ta. Ông Cyrus James đã trở về Canada. Ông gửi cho cô một lô sách nghệ thuật nhiều màu. Đây là lần đầu tiên cô có thể học được công việc của Braque, của Cézanne và trường phái Paris. Cả một thế giới mới mà cô chưa có dịp hiểu biết đến. Delia cảm thấy cô không có cảm tình đối với trường phái lập thể và siêu thực. Nhưng ở mỗi phong cách, cô cũng học được một cái gì đó và áp dụng vào nghệ thuật của cô. Có những lúc cô cảm giác thấy kinh hoàng. Đã quá muộn, cô đã để mất hết 20 năm. Thời gian phát triển của cô, và không bao lâu nữa cô sẽ già và chết. Điều đó cũng có nghĩa cái chết của nghệ thuật. Thời gian đi nhanh quá làm cô choáng váng. 10 năm sau này nhiều chuyện đã xảy ra. Chiến tranh thế giới và các hậu quả của nó, sự giải phóng phụ nữ, việc bắt đầu ngự trị con sông, việc Brenton bị tai nạn và sự hồi phục dần dần của anh. Chuyện anh lại điều khiển con tàu. Anh có nghị lực biết bao, đã chiến đấu chống lại tình trạng vô dụng, thương tật để có được cuộc sống bán phần này. Chỉ là cuộc sống bán phần, vì anh hiểu anh hơn ai hết. Anh cảm nhận được sự vô cảm xúc, sự vô dụng của phần dưới cơ thể anh. Mọi thích thú về xác thịt mà anh biết rất rõ đã không còn nữa. Anh đã đau xót nói với Delia, anh đã không còn là đàn ông nữa, cũng không thể có con nữa. Em không còn hạnh phúc. Khi cô cau mày và phản đối, anh cười chua chát. Không còn gì nữa đâu em yêu. Em luôn luôn là người nồng cháy. Vậy mà bây giờ... Anh nghĩ em có thể tự an ủi mình với... Brenton, đừng đầy đọa chúng mình nữa. Dĩ nhiên là em không hạnh phúc. Dĩ nhiên là em không... Em không thể tuân lời anh. Em không muốn nghe chuyện đó nữa. Cô bỏ đi, tràn đầy nước mắt. Sáng hôm ấy là một buổi sáng dễ chịu, khi cô bước ra giường làm lóng lánh sương đêm. Còn kim hót cất lên tiếng hót trong trẻo, lạnh lót, như thể sương đêm đã tưới mát cổ họng nó. Cô đang giãy cỏ cho đậu, tay cô giấy đầy đất đỏ. Bỗng cô nghe có tiếng lách cách ở cửa giường, và cô thấy một người đàn ông bước vào. Mặt ông ta có râu, vẻ điềm đạm, mặc bộ đồ màu sáng, đầu đội mũ Panama. Cô đứng dậy, tim đập mạnh, tóc cô rơi xuống che phủ cả mắt. Cô bước vội vào nhà, nhưng đã quá muộn. Alastair đã trông thấy cô. Cô đứng đây với cái áo ngủ cũ kỹ. Ông tiến lại, đôi môi hơi nhếch cười, nhưng đôi mắt ông rực lửa và đầy xúc cảm. Làm thế nào ông tìm được tôi ở đây? Tôi biết bà ở Renmark và tôi hỏi tại bưu điện. Hai người ngồi trong phòng khách nhỏ, trang trọng nói chuyện với nhau. Delia mời ông ta một ly rượu, cất tại địa phương, và một miếng bánh trái cây do Meg làm. Như quên đi các bức thư của ông ta và chuyện đã xảy ra ở căn phòng nhỏ bằng kính ở Milan. Cô cố gắng giữ một không khí bình thường. Cô nói về lớp dạy vẽ của cô, về ngôi giường, đủ thứ. Trong lúc ông ta ngồi nhìn cô mỉm cười, đôi mày hơi nhướng lên vẻ cười cợt. Cô cảm thấy hoàn toàn nghẹn thở. Miệng cô nghe khát khô đến nỗi cô nốc vội ly rượu, làm đổ đôi chút trên tấm thảm. Ông ta tiếp tục nhìn cô. Bỗng ông ta nghiêng mình tới, nắm lấy tay cô bằng một cái siết chặt như thép nguội. Tay kia giật lấy ly rượu cô đang cầm và đặt ly rượu lên cái bàn nhỏ. Bà Delia, dừng lại đi. Ông ta nói, bà cố gắng làm gì với cái chuyện tầm phào đó? Không có ích gì đâu. Bà cũng biết đó. Cô nhìn vào đôi mắt sẫm của ông ta yên lặng. Tôi biết, cô nói bằng cái giọng yếu ớt. Tôi đã không gặp bà hơn 1 năm rồi, và bây giờ bà lại nói chuyện đậu nảy mầm. Cô bật cười. Đó là một đề tài vô hại. Bà đã quên những gì tôi viết cho bà à? Ồ, tôi thấy tôi không thể. Những lời của ông làm tôi sợ. Ông lý tưởng tôi nhiều quá. Tôi không là một con người kỳ diệu như ông đã hình dung. Ông sẽ thấy con thiên nga của ông chỉ là một con ngỗng thường mà thôi. Ông ta đứng dậy, 2 tay đỡ lấy má cô, cho đầu cô hơi nghiêng ra sau. Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô. Ôi, gương mặt đẹp làm sao? Ông ta thì thầm. Đẹp từ trong bản chất, ngay cả khi bà là một phụ nữ lớn tuổi, ở cái tuổi 82. Tôi cũng sẽ yêu bà đến độ cuồng si. Tôi có thể mời bà đi ăn tối mừng ngày sinh nhật thứ 80 của bà không? Trong 40 năm nữa à? Nếu cả hai đều có ở đây, bà sẽ sống đến 100 tuổi. Ông nói chắc nịch. Chúa ơi, tôi không hy vọng như vậy. Tôi không muốn là một đồ vật cũ. Tốt hơn là chết đi. Bà không bao giờ là đồ vật cũ. Bà mãi mãi là phụ nữ. Bất thình lình, ông ta nâng bổng cô lên. Mặt ông ta đặt vào chỗ giữa cổ và vai cô. Và rồi họ đứng đó, im lặng, run rẩy, trong lúc môi ông ta di chuyển từ cổ lên đến tai cô. Delia tự chủ được sớm hơn. Cô đẩy nhẹ ông ta ra và ngã người lên chiếc ghế dựa ngay sau lưng cô. Quá xúc động đến nỗi cô không nói nên lời. Hơi thở của cô dường như thoát khỏi hết ra ngoài. Thật là kỳ lạ. Đó là điều không thể được. Cô tự bảo mình như vậy. Đã từ lâu cô đã tự quyết rằng không để ông ta lôi cuốn cô. Và tại đây cô không thể nghĩ và nói vì ông ta quá cận kề. Mấy đứa nhỏ có về ăn trưa không? Ông ta hỏi. Theo tôi biết, chúng đi học trong thành phố. Câu nói nghe thường thôi, nhưng do cố nén xúc cảm của mình, trông ông có vẻ như dại hẳn đi, mặt trắng bệch, đôi mắt như bốc cháy. Không, trường khá xa. Bọn chúng đi bằng xe buýt. Thằng Alex có vẻ lanh lợi và nhanh nhẹn. Meg điềm đạm hơn. Nó sống theo cách sống của nó. Đôi khi tôi cảm thấy nó già dặn hơn tôi. Trong một số khía cạnh nào đó, bà vẫn còn là một cô gái. Meg luôn bực vì sự kém cỏi của tôi. Có mấy lần khi chúng tôi đi mua hàng ở thị trấn vào chiều Chủ nhật. Đó là một ngày dễ chịu. Tôi cảm thấy lòng mình thư thái và tôi cất tiếng hát nho nhỏ. Lúc đó nó lại đâm ra khó chịu. Một lần tôi ngồi lại bên lề đường và phát thảo một bà già đang chờ xe buýt. Nó lại bước ra xa, tỏ ý muốn nó không phải là người đi cùng với tôi. Tôi luôn cảm thấy mình là người xa lạ đối với thế hệ trẻ. Lúc tôi vào tuổi Meg, tôi thường đá cô tôi khi bà nâng tôi lên. Bà là một con chim cu trong tổ ấm. Đúng vậy, dù đôi khi tôi cảm thấy mình giống con bồ nông hơn. Một con chim nặng nề và xấu xí chỉ sống nhờ không khí hoặc nước. Tôi lại cho bà là chim phượng hoàng, bà là ngọn lửa. Sự đụng chạm đốt cháy tôi, mắt bà biến tôi thành tro bụi. Tôi bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nhiệt tình nhất. Ông Alastair, đề nghị ông nên nghiêm chỉnh. Chúng ta đang nói về chuyện đậu nảy mầm mà. Vâng, sự trồng trọt rau quả. Tôi muốn trồng trọt tình cảm của bà hơn. Tôi muốn mình lớn lên trong tim bà, quấn quýt trong tay bà, đắm chìm thật sâu trong... Ông Alastair. Thôi được, tôi sẽ đứng đắn. Giờ bà dẫn tôi giới thiệu nhà bà đi. Bà đã vẽ những gì? Cô dẫn ông ta đi qua một lối nhỏ, phân chia phần giữa ngôi nhà. Đây là phòng làm việc của tôi. Tôi chưa bao giờ sắp xếp được cho ngăn nắp. Khi thấy ông ta nhìn kỹ các tác phẩm đã hoàn tất và chưa hoàn tất của cô nói lảng. Nhà bếp còn lộn xộn hơn, tôi vừa ở đó ra. chẳng ăn nhầm gì chuyện nhà bếp. Tôi muốn xem phòng ngủ của bà. Trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, ông ta mỉm cười gượng gạo. Đúng vậy đó, Delia. Tôi đã chẳng hứa không quấy rầy bà nữa là gì. Tôi chỉ muốn nhìn chỗ bà ngủ, để tôi có thể tưởng tượng bà sống ở đây như thế nào với các con bà, với rau cải và với các bức họa. Thế phòng bà ra sao? Tôi thích trang trí màu trắng trên đó có vẽ hoa. Màu sắc thanh nhã không dìm, không lòe loẹt. Như vậy trông thanh nhã và rất trong trắng. Được rồi, ông đã muốn gì nào? Satin màu hồng, đèn treo kết hạt trai. Ông ta cười to. Chúa ơi không, ngay bây giờ tôi không thể tưởng tượng bà đang ở nơi đâu khác. Tuy nhiên bà biết đó, tôi thường đi vào căn phòng vắng tại nhà và vẫn tưởng bà còn ở đó như lúc bà còn bệnh. Thật nhỏ bé và mỏng manh trong cái giường rộng. Tường áp bằng giấy sọc trắng xanh, thảm trắng trên sàn nhà, ghế dựa phủ bằng gấm màu mận. Chúng phù hợp với bà. Không, cao sang quá. Nhưng bà cần phải được sống trong cao sang đẹp đẽ như vậy, vì bà rất dễ thương. Tôi thích được tự do hơn bị ràng buộc với những tài sản đắt tiền. Tôi không bao giờ tìm cách có được một món nữ trang bằng kim cương thay cho chiếc nhẫn cưới. Tôi sợ những mối ràng buộc sâu xa. Đây là lý do bà giữ khoảng cách đối với tôi, hay đó là cái lương tâm kỳ lạ của bà? Có thể cả hai. Cô cắt đứt câu chuyện. Nào, bây giờ tôi đi lo bữa ăn trưa để đãi ông. Ông ra ngoài kia hái vài quả cà chua chín, trong lúc tôi lo dọn dẹp bếp núc. Ông ta vâng lời đi ra. Khi Meg và Alex từ trường về, hai người đang ngồi tại bàn ăn với chai rượu Renmark để giữa bàn và đĩa salad ngon lành còn thừa lại. Nhưng khi nghe tiếng bước chân Alex còn xa xa, Alastair đi vòng qua bàn và hôn cô một cái hôn dài trong im lặng. Dường như ông ta tiếc đã để lỡ dịp trong buổi sáng hôm nay. Có những lúc, Delia muốn khách quan nhận xét con mình, như một tạo vật được xác định theo thời gian, và cô đã ngạc nhiên về tuổi tác, về tầm dốc chúng đã tạo được. Nếu mỗi ngọn cỏ đều là điều kỳ diệu, quan trọng từ bản chất, theo như trong truyện của Pirandello, thì con người sinh ra từ một quả trứng gần như vô hình lại đạt được sự phức tạp và có trí tuệ đến như vậy, ắt hẳn là quan trọng hơn biết bao. Cô nghĩ về việc Meg sẽ thành hôn, Meg sẽ sinh một cô gái sẽ sản sinh một bé gái, và từ thế hệ này sẽ nối tiếp thế hệ khác, mãi mãi như vậy, làm cho Delia ý thức được dòng đời kết nối với nhau giống như dòng sông từ nguồn ra đến biển. Cô nói với ông Alastair, tôi tin rằng một cuộc sống trọn vẹn đã tăng thêm một cái gì đó vào thế giới của ý thức, giống như mỗi giọt nước thêm vào thể tích của dòng sông và mỗi chúng ta. Trong hoàn cảnh sống của mình, đều có thể thừa hưởng cái dòng ý thức đó, hoặc làm giàu thêm cái dòng ý thức đó. Ý tôi muốn nói tôi là người vẽ khá hơn, bởi vì Renmark và Goya đã sống và đã tận tụy với hội họa, chứ không phải chỉ vì họ đã để lại các tác phẩm lớn trong thế giới vật chất. Có cái gì cao cả hơn thế? Cô đúng là một người sống trong cõi siêu nhiên. Vậy tôi cũng sẽ tin tưởng rằng có một đấng siêu nhiên quyết định vận mạng chúng ta. Vì lý do đó, tôi cảm thấy chắc chắn rằng một ngày nào đó cô sẽ thuộc về tôi. Tu devais être mia. Câu ấy có nghĩa là gì? Đó là lời của Gary Bandy nói khi ông gặp người đàn bà sẽ trở thành vợ ông. Cô phải thuộc về tôi. Delia đỏ mặt như một cô gái và cô nhìn ra cửa sổ. Cô mong các con về sớm. Cô nghe tiếng nói của ông ta thân thiết và ve vuốt, làm cho cô bối rối hơn là sự gần gũi của ông ta bên cô. Cô tìm cách đưa ông ta trở lại đề tài trừu tượng, những đề tài ông ta thích nói nhiều như cuộc sống, thi ca, hội họa, như ông ta đã viết trong một bức thư. Thật là khó mà tin tưởng vào đấng siêu nhiên phúc hậu và sự sống vĩnh cửu của cá nhân khi người ta được sản xuất hàng loạt một cách đáng sợ. Hàng ngàn người chết và sinh ra trong một giây. Hào phóng về cuộc sống và lãnh đạm với cá nhân là đặc thù của thiên nhiên. Thiên nhiên chỉ quan tâm đến việc duy trì nòi giống. Theo các nhà thiên văn học, trong 20 triệu năm nữa, mặt trời sẽ phồng to và quả đất sẽ chìm sâu hàng ngàn dặm. Lúc đó con người sẽ ra sao? Cơ thể con người sẽ trở nên không phụ thuộc vào thể chất của họ nữa. Họ là sự tạo thành của linh hồn và lửa, sống trong ngôi nhà bốc lửa sáng rực. Nói tóm lại, con người và ngôi sao chỉ là sự khác nhau của năng lượng mà thôi. Thật là kỳ lạ. Cuộc sống vốn tự nó là kỳ lạ, đẹp kỳ lạ, và tất cả cái đẹp nó tập trung lại. Theo tôi hiện nay, tập trung vào một gương mặt. Đó là gương mặt của bà, Delia. Bà đừng đầy đọa chúng ta nữa. Bà hãy để bà thuộc về tôi. Tôi có thể cho bà một mái ấm xứng đáng với bà, và tạo mái ấm cho các con bà, và dạy dỗ các con bà. Bà nói chồng bà không quan tâm đến các con. Ông ấy xem con tàu là vật quan trọng nhất đời ông ấy. Ông ấy không cần bà như tôi cần. Không thể cho bà tình yêu. Không đúng thế đâu. Mặt Delia đanh lại. Người cô nghe cứng đờ trong chiếc ghế dựa. Không đúng. Sai à? Tôi xin lỗi. Tha thứ cho tôi, bà bạn thân thiết nhất của tôi. Ông ta quỳ bên cạnh cô. Hai tay ông ta vòng qua người cô. Và trên gương mặt tái xanh của ông ta, cô thấy long lanh vài giọt lệ. Ôi, thật khủng khiếp làm sao khi yêu một người như tôi yêu bà. Tôi thật khốn nạn, tôi hoàn toàn quên tất cả. Tôi không nghĩ gì đến việc gì khác được. Đêm đêm tôi khóc như phụ nữ. Tôi đã cố gắng lý giải, phân tích các xúc cảm của tôi, tìm hiểu tại sao cái gương mặt đặc biệt, đôi mày đen, ngang, và đôi gò má hơi hóp lại đó lại có thể quyết định vận mệnh tôi. Không tìm ra lý do gì hết và không thể thoát ra được. Cô nhận thấy đôi mi ông ta hơi đỏ và dưới bộ râu đen đẹp, đôi môi mỏng của ông ta cũng đỏ. Người cô hơi run rẩy, cô muốn đẩy ông ta ra. Nhưng ngay lúc đó, môi ông ta đặt lên người cô. Bộ râu mềm mại đã áp sát mặt cô. Lưỡi ông ta dò tìm môi cô. Cô ngã ngồi trên ghế với một tiếng rên. Sự kháng cự của cô đã không còn nữa. Máu chảy rần rần trong tai cô, đóng kín cửa mọi âm thanh của thế giới, ngoài tiếng động của chiếc ghế dựa, nơi hai người ghì siết lấy nhau, hai người như thành một. Tiếng cửa mở là vật mà Delia nghe đầu tiên, cùng lúc tiếng hỏi của Meg. Mẹ ở đâu mẹ? Nhưng tiếng hỏi bị tắt ngang trong cổ họng. Nhìn qua vai của ông Alastair, cô thấy đôi mắt mở to kinh ngạc của Meg nhìn đăm đăm cảnh tượng diễn ra chỗ ghế ngồi. Chỉ trong thoáng chốc, chỗ đứng của Delia đã bị thay đổi. Trước mắt Meg, cô đã bị hạ thấp. Người mẹ đang ghì nhau trên ghế với một người đàn ông, không phải là chồng. Quần áo của cô nhăn nhúm, mái tóc rối bời. Trên gương mặt của cả hai người hiện rõ nét say đắm. Meg có thể trông thấy tất cả. Meg! Cô gượng ngồi lên, đẩy Alastair ra. Nhưng cánh cửa đã nhẹ nhàng đóng lại, và Meg đã bước đi. Ông Alastair vẫn đứng sững. Ông ta như không bối rối, không hay biết gì. Meg à, cháu thấy chúng ta hả? Đúng, cho tôi một điếu thuốc. Tay cô và môi cô run rẩy đến độ ông Alastair khó châm thuốc cho cô. Vậy em nên đi nói với con và cùng ra đi với anh. Vậy tốt hơn không? Không, anh không hiểu. Tôi không thể bỏ Brenton. Em đã chẳng để mặc ông ta điều khiển con tàu một mình sao? Chỉ một năm thôi, và chỉ vì Meg. Sau đó tôi sẽ trở lại tàu. Delia, em thật kỳ diệu, thật nồng nhiệt. Anh muốn làm cho em yêu anh. Tôi sợ tôi đã yêu anh thật rồi. Nhưng bây giờ xin anh đi đi và đừng trở lại. Anh phải đi khỏi Renmark ngay. Nhưng anh còn vài công việc phải giải quyết. Anh phải đi. Vì anh, tôi có thể mất Meg. Anh có hiểu như vậy không? Anh phải đi ngay. Anh xin lỗi Delia. Nếu anh không đi, và nếu Meg lại bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh sẽ đi trong 2 ngày nữa, khi anh đã giải quyết xong với người của chúng ta. Nhưng về mọi việc khác, anh là tên nô lệ của em. Nhưng thật ngốc nghếch khi chạy đi như vậy, khi công việc chưa xong. Cô nhìn ông ta không nói. Ông ta đang tính toán giá cả bằng tiền bạc ngay khi tương lai cô dính líu vào đó. Cô nhìn ông ta để tìm hiểu điều ông ta vừa nói. Nhưng đôi môi mỏng, cái mũi bướng bỉnh vẫn thể hiện nét quyết đoán của ông ta. Ở đây không có gì biểu lộ sự yếu mềm. Alastair, tôi yêu cầu anh... Delia, anh rất tiếc. Em không cần phải lo sợ gặp anh. Anh sẽ tránh không gặp em. Nhưng Meg có thể trông thấy anh khi nó đi học. Còn tôi phải đi dạy vẽ nữa. Nếu Meg thuật câu chuyện cho bà Melvin nghe, bà ta sẽ giành Meg lại. Tôi hiểu điều đó. Và nó sẽ nghĩ gì về tôi, về người mẹ ruột của nó? Anh nghĩ em đánh giá sự thơ dại của Meg quá đáng. Với tuổi của nó cũng hiểu đàn bà cũng có những bản năng như đàn ông. Nó cũng hiểu cơ thể nó muốn gì. Vậy tại sao nó lại hy vọng em là một vị nữ thánh bằng thạch cao? Delia không biết mối tình đơn phương của Meg đối với Gary Melvin. Cô thấy mình là người phá vỡ cái thế giới trong suốt của con. Thôi anh đi đi, để tôi thử giải thích với nó xem. Khi ông Alastair đã ra đi, Delia như một đứa trẻ phạm lỗi, chờ đợi Meg đến cật vấn cô. Cô rút lui vào phòng mình, chờ đợi có tiếng gõ cửa. Sau đó Meg bước vào và buộc tội cô về đạo đức của một bà mẹ và báo rằng Meg sẽ trở lại nhà bà Melvin. Trong cơn khủng hoảng đó, cô cảm thấy ghét ông Ribbon, kẻ đã gây cho cô sự xấu hổ. Cô mong ông ta đi nhanh để cô không phải tình cờ gặp ông ta trên đường. Sau cùng, cô cũng ra khỏi phòng để dùng trà với các con. Cô thấy Meg đã lặt rau cải xong và đang chơi bài với Alex. Cô nhìn vào cuối bếp, bảo các con rằng lò đã nóng và bữa ăn đã dọn xong. Cô kín đáo nhìn Meg. Mặt cô bé hơi xanh nhưng vẫn bình thản. Không có dấu vết nước mắt trên gương mặt gầy gầy, trẻ trung của Meg. Sau khi ăn xong, các đứa trẻ ngồi vào bàn đã dọn sạch để làm bài. Delia cảm thấy bồn chồn. Cô đi ra ngoài, đứng dưới các vì sao thanh tĩnh, nghe tiếng nước con sông lặng lẽ chảy xuôi. Cô quay vào nhà. Alex đã làm xong bài và bắt đầu ngáp. Cô làm ca cao cho 2 con. Alex đem phần của mình lên phòng chờ nguội trong khi cậu thay quần áo. Delia và Meg ở lại trong sự im lặng nặng nề. Cô muốn làm gì đó để làm thân với con gái, biểu lộ sự âu yếm của mình với con bằng cách vuốt tóc con. Nhưng cô sợ Meg tránh ra xa. Meg uống ca cao một cách ồn ào và đặt tách xuống. Delia tập trung hết can đảm để nói, không cố gắng làm giảm nhẹ vấn đề. Ông Reuben sẽ không bao giờ đến đây nữa. Ông ấy sẽ về Milan trong 1-2 ngày tới. Meg nhìn vào bàn, cô có vẻ bối rối. Con nghĩ rằng mẹ sẽ nhớ ông ấy. Delia băn khoăn, không rõ cô có nghe lầm không. Nhưng Meg đã tiếp tục. Mẹ có yêu ông ta nhiều không? Ông ta trông có vẻ lãng mạn mặc dù khá lớn tuổi. Còn mẹ vẫn còn đẹp. Giữa lúc chưa hết ngạc nhiên, đầu óc Delia vẫn ghi nhận sự nhận xét trẻ thơ đó. Cô đã không nghĩ đến việc ông Alastair hoặc cô ai già hơn. Mẹ không rõ nữa. Cô lẩm bẩm. Ông ấy rất nhiệt thành và có cảm tình nhiều với mẹ. Ông muốn cưới mẹ nếu có thể được. Mẹ không rõ chuyện gì đã đến với mẹ hôm nay. Nhưng mẹ cô đơn đã quá lâu. Vả lại cha con hiểu. Cha không còn là người mà mẹ đã lấy nữa. Còn nhớ đến cha, lúc cha chưa bị bệnh. Cha vạm vỡ vui vẻ khỏe mạnh. Và con thường leo lên vế cha. Cha cười to và ôm con đưa lên vai. Giờ cha dường như chẳng quan tâm gì đến chúng con nữa. Mẹ nghĩ cha vẫn quan tâm đến các con, dù hiện nay cha tỏ vẻ như vậy. Bởi vậy mẹ phải trở về ngay khi Alex tốt nghiệp. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ về Tàu vào dịp lễ Giáng sinh. Ông ấy sẽ viết thư cho mẹ. Mẹ có nghĩ vậy không? Ông Ribbon ấy. Mẹ nghĩ rằng mẹ và ông ta đã có thư từ qua lại một thời gian rồi. Thật là khủng khiếp khi phải xa người mình yêu. Delia nhìn thẳng vào con gái. Con đọc quá nhiều sách lãng mạn con gái à. Ở tuổi con không hiểu được điều đó đâu con. Con hiểu nhiều hơn là mẹ tưởng mẹ à. Meg kiêu kỳ nói, cô gấp sách vở lại. Chúc mẹ ngủ ngon, mẹ hãy ráng ngủ. Cô đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc của Delia. Thư của Alastair báo cho Delia biết cô Dorothy Barrett đã trở lại Úc và về ở tại Milan. Ông ta viết, cô Barrett rất mong gặp em. Đúng như em đã kể, cô Barrett là một người đàn bà tuyệt vời, kiến thức rộng, điềm đạm, có nhiều kinh nghiệm. Đúng là người mà Jamie cần. Anh đã nói cho cô Barrett biết những gì anh biết về em, và Meg thời gian sau này, và cô sẽ viết thư cho em. Trước khi em về sống lại trên Tàu, em có thể nghỉ lễ tại đây không? Meg có thể ưa thích được trông thấy hồ. Nếu em và Meg đến, sẽ có phòng dành riêng cho hai mẹ con em. Cả Alex nữa, nếu con muốn đến. Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của em, nơi thay đổi không khí, sự vui mừng cho cô Barrett, và anh không cần phải diễn tả cho em nghe điều đó sẽ có ý nghĩa với anh như thế nào khi lại được sống cùng em dưới một mái nhà. Em thương yêu à, em hãy nghĩ kỹ đi và đến đây đi em. Delia đã nghĩ về vấn đề này khá lâu. Càng nghĩ đến, cô càng cảm thấy mình bị quyến rũ nhiều hơn. Cô hiểu thật là không khôn ngoan khi phải gặp gỡ thường xuyên Alastair trong không khí thân mật của gia đình. Tuy nhiên, thật cũng vô lý khi họ mãi sống trong đơn độc. Giữa lúc cô đang phân chân, một bức thư thứ hai đã đến. Lần này của chính cô Barrett. Cô cho biết cô rất sung sướng được trở lại Úc và rất mong được gặp lại Delia. Cô không thể làm mất giờ học của các con và đến lễ Giáng sinh. Cô, Meg và Alex phải về Tàu dự lễ cùng Brenton và các con trai. Nhưng ra tháng Giêng, cô và Meg rảnh rỗi có thể đi được. Brenton không có ý kiến gì cả. Anh mải mê với việc điều khiển con tàu. Khi Delia nói với anh về ngôi nhà ở Renmark, khu vườn, chiếc xuồng nhỏ và lớp dạy vẽ, anh nghe cô nói mà không ngắt lời, không hỏi lại câu nào. Ngay lúc cô ngưng nói, anh quay lại câu chuyện của chính anh. Anh nghĩ sao nếu em và Meg đi nghỉ ở bờ hồ cho đến hết ngày lễ? Anh tự hỏi, con nước này kéo dài bao lâu? Anh muốn đi ngược lên đến Rufus trước khi nước ròng. Cháu Meg đây hả? Cô giáo Dorothy Barrett nắm lấy tay cô gái thân thiết giữ chặt và nhìn vào mắt Meg. Tôi thường cho rằng mẹ cháu có đôi mắt xanh đẹp nhất mà tôi đã gặp, nhưng đôi mắt của cháu cũng gần giống đôi mắt của mẹ cháu. Meg đã thường nghe kể về chuyện mẹ cô khi còn con gái đã đẹp như thế nào, đồng thời cô cũng ý thức được cái vẻ đẹp bình thường của mình. Cô mỉm cười. Cô Barrett nói tiếp. Tôi có thể nhận ra em ngay ở bất cứ nơi nào, Delia. Em không thay đổi mấy. Dĩ nhiên em có già hơn và kinh nghiệm hơn với cuộc sống. Cũng không cân nặng hơn. Bà quay sang Meg. Mẹ cháu thường được xem như người gió thổi mạnh cũng bay. Ông Alastair bận bịu với công việc giấy tờ bên dưới, sao cũng lên và ngồi giữa Meg và cô Barrett. Delia hơi e ngại, nhưng cô không thấy ở Meg một thái độ thù nghịch nào. Trái lại, cô gái có vẻ thích Alastair. Giữa ông Alastair và bà Barrett biểu hiện một tình bạn đơn sơ, đậm đà của hai tâm hồn hòa hợp. Sự khác nhau về giới tính đã không ảnh hưởng đến họ. Ông đưa mắt nhìn bà Barrett qua Meg, nói: Tôi có thể thấy cô đã không đến nỗi thất vọng về con gái của Delia. Tôi đã nói với cô mà, tuy rằng Meg và Delia không giống nhau hoàn toàn. Thất vọng à, tôi rất sung sướng. Bà Barrett đưa một cái nhìn âu yếm sang Meg. Rất hạnh phúc khi thấy Meg ở vào cùng tuổi với Delia thời đó. Với đôi mắt tuyệt diệu kia, làm tôi có cảm tưởng như thời gian đã đứng lại và tôi chẳng già một chút nào. Meg thích nhìn thỏ đùa giỡn trong bụi mù. Chúng gợi cô nhớ đến Gary. Đôi khi trong một đêm tĩnh mịch, hồ nước nhắc cô nhớ đến cảnh trên bờ ở quê Carrick. Sự đau khổ thực sự tăng lên làm cô bật thở dài. Meg không bao giờ nghĩ đến việc tâm sự với mẹ. Cô dành nhiều thời gian để nghĩ đến Gary. Thời gian còn lại, cô nghĩ đến mối liên hệ giữa mẹ cô và ông Ribbon. Cô không thấy có lối thoát giữa hai người. Vợ ông Ribbon bỏ đi, nhưng đâu có chết, và dĩ nhiên cô không mong ước cha cô phải đứng bên lề của cuộc đời. Thật là phức tạp. Do kinh nghiệm đau buồn của mình, cô mong cho mẹ được hạnh phúc. Từ ngày họ đến đây, chưa lần nào Delia gặp riêng một mình với ông Alastair. Cô dành nhiều thời giờ để giúp bà Barrett lo việc nhà. Ở đây mọi việc đều được sắp xếp ngăn nắp. Buổi ăn được dọn đúng giờ và thơm ngon. Cô không phải giải quyết với anh đầu bếp đầu rỉ hoặc đám anh em thủy thủ than phiền về bữa ăn. Một hôm thời tiết tốt, ông Alastair bơi thuyền đưa Delia và Meg đi trên hồ, chỉ cho họ tổ thiên nga nằm trong các bụi lau sậy không xa bờ bao nhiêu. Vừa bơi thuyền, ông ta vừa nhỏ nhẹ kể cho cô nghe, và Delia nuốt từng lời ông nói về Ý như uống mật ngọt. Trong lúc đó, Meg nhìn xa xa và tưởng nhớ đến Gary. Có thể Gary đang ở trên một con tàu ở một xứ xa lạ nào đó, trên địa Trung Hải với những cô gái xinh đẹp. Tôi rất muốn viếng Ý, Delia phát biểu. Ông Alastair nhìn Meg. Cô gái dường như đắm chìm trong mộng mơ, và ông quay lại Delia. Tôi rất muốn được hướng dẫn em đi thăm Ý, ông nói, giọng nhỏ nhẹ, đầm ấm. Tôi biết rằng tôi sẽ yêu thích tất cả. Và mọi người Ý sẽ yêu thích em vì em đẹp và em là nghệ sĩ. Tôi chỉ cần nói mình là sinh viên mỹ thuật là họ cho tôi vào phòng triển lãm miễn phí. Phải, tôi sẽ thích người Ý. Trong sữa mẹ của họ đã có nghệ thuật và âm nhạc. Mỗi nhân viên ngân hàng đều hiểu biết và yêu thích các đền đài và tượng điêu khắc đẹp đẽ của thành phố, nhưng đồng thời họ cũng biết giá trị lông cừu. Nếu một ngày nào đó họ tìm thấy một sản phẩm nào đó rẻ tiền thay được len, Úc sẽ ở một vị trí tệ hại trên thế giới. Họ nhìn nhau mỉm cười, ngồi cách xa nhau trên con thuyền, nhưng Delia cảm thấy gần ông ta hơn bao giờ. Vì có Meg ở bên cạnh nên cô không nhìn ông ta nữa. Lòng cô chợt vui, vui vì cô đã trao đổi với ông ta, vì cô cảm thấy đôi mắt của ông ta nhìn cô. Tại sao lại không phải là thế mãi mãi? Đêm ấy cô hỏi với bóng cô khi cô đứng chải mái tóc dài của cô trước tấm gương soi. Cô cảm thấy hạnh phúc đến đổi cô đứng đó thật lâu, không một mảnh vải trên người. Cô mỉm cười với cô bên trong gương, mỉm cười ngay cả khi đường ngôi trên mái tóc cô đã ngã sang màu xám. Cô vội chui vào chiếc áo ngủ khi cô nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang và có tiếng gõ nhẹ trên cửa. Cô không rõ người gọi có phải là Dorothy Barrett đến cùng cô trò chuyện trước khi đi ngủ. Nhưng người gọi cửa chính là Alastair. Ông ta mặc chiếc áo dài màu gạch tôm, tóc và râu hơi rối. Dường như ông ta đã lên giường và rồi lại đến đây. Anh Alastair, có gì... Shh. Em thân yêu, em mong anh đến đây, đúng vậy không? Anh không thể ngủ được, anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, không thể chịu đựng được khi nghĩ đến em ở chung cùng anh dưới một mái nhà. Anh thèm khát em thật nhiều, yêu thương em thật nhiều. Chúng ta có thể nào để lãng phí thời gian quý báu trong những căn phòng riêng lẻ? Nên thế chăng em? Nên thế chăng em? Em đã thuộc về anh tất cả ngoại trừ điều này. Và điều này là tấm thân đàn ông cường tráng siết cô thật chặt. Cô trở nên yếu đuối đến nỗi cô phải đưa hai tay ra choàng lấy người ông để làm chỗ dựa. Đầu cô ngã ra phía sau. Qua đôi mắt liêm diêm của cô thấy hình ảnh của họ phản chiếu trong tấm gương dài. Hai tay của cô, trong hai cổ tay áo nhung đen giống như đôi cánh màu đen, ôm choàng lấy ông ta, đôi cánh đen của ác quỷ dưới địa ngục. Điều đó làm cô rùng mình đến nỗi cô muốn la to, nhưng đôi môi ông ta đã kề sát bên môi cô, với hơi thở ấm và những lời nói lấp bấp đứt quãng. Một dòng nước mạnh đã cuốn lấy cô, nâng cô lên, dùi cô vào nơi sâu thẳm, không còn hy vọng về đến được bến bờ. Với một tiếng thở dài thật sâu, cô phó mặc thân mình cho dòng nước chảy. Delia tự bảo đêm nay cô sẽ đến phòng của ông Alastair để bàn với ông ta về chuyện cô đã trao đổi với cô giáo Barrett xung quanh chuyện giáo dục thô bạo của bà Henry đối với Jessamine. Cô thích mặc cái áo dài phết đất như thời Trung Cổ, thắt ngang lưng một sợi dây nhung đen. Cô đi dọc hành lang và gõ cửa phòng ông ta. Ông ta kéo cô vào phòng và hai tay ông ta ôm choàng ngay lấy cô. Chỉ sau mấy phút cô mới thở được và nói: Em muốn đến đây để bàn với anh. Em đến vậy là đủ. Giữa chúng ta không còn lời nói. Em đến vì em muốn vậy. Anh sợ em không muốn đến vì đêm trước anh làm em sợ. Anh xúc phạm đến em. Cho nên anh không đến với em. Nhưng nghe thời gian thật dài, như nắng hạn chờ mưa. Giờ thì anh phải tranh thủ thời gian để hôn em và chăm chút em từng chút một. Em gái ngọt dịu thân thương của anh. Quả vậy, đêm trước, dòng thác mang dại đã mang ông ta đi và bỏ cô ở lại đó. Còn hôm nay, cô được mang đi và đưa vào trung tâm của dòng nước xoáy. Và ở đây trong yên bình và vui thích, dường như mọi tế bào của cô đều mở rộng để dâng hiến cho ông ta. Cô cảm thấy mình như đóa hoa hé nở dưới ánh mặt trời, giống như đất hạn gặp mưa. Họ nói chuyện với nhau nhiều giờ, thật lâu trong đêm tối, trong tấm chăn thân thương trùm lấy họ. Ông ta nói về cuộc hôn nhân đầu tiên, sự tan vỡ với ít nhiều châm biếm, cay đắng. Cổ muốn uốn nắn anh, biến anh đúng theo khuôn mẫu của cổ, nhưng anh đã cự tuyệt. Cổ hư lắm, cổ không tin ai có thể từ chối cổ điều gì, ngay cả linh hồn bất diệt của mình. Anh bị phụ nữ, các cô của anh ảnh hưởng đến anh khá đủ rồi. Bây giờ cô Alicia lại cố buộc anh cưới Cecily. Chị Henry à? Đúng, bà vợ quá của anh họ anh. Dường như cô anh nghĩ rằng đó là bổn phận của anh. Ôi, chuyện giống như trong Cừu Ước. Phải, cô Alicia rất có ảnh hưởng trong gia đình. Cô nghĩ rằng Jamie cần một người cha. Cô sợ chị Cecily lấy chồng và đem thằng bé đi. Vậy đó là điều cô Janet muốn nói hả? Khi nào? khi em bệnh nằm ở đây. Nhưng điều mà em muốn nói với anh là chuyện Jamie và mẹ của cháu. Cô nói cho ông Alastair nghe ý kiến của bà Barrett và ông hứa sẽ nói lại với chị dâu. Nhưng theo ông ta ít có hy vọng người chị dâu cho bé Jamie đến trường. Ngoại trừ chị ấy quan tâm đến chuyện khác, chỉ thật sự cần một người chồng. Anh sẽ thử tìm cho chị một người. Không phải là chuyện cưới chị chứ? Delia nói, giọng hơi lo sợ, pha lẫn ghen tuông. Em đừng lo, anh không nghĩ rằng chị ta sẽ có được anh đâu. Khi rời phòng Alastair về phòng mình, Delia nghe mình như biến đổi hẳn, như con bướm vừa lột xác, giương đôi cánh còn yếu ớt ra ngoài ánh sáng và sự ấm áp của tình yêu. Nhưng khi cánh cửa phòng của Alastair vừa đóng lại, người cô lạnh giá. Có ai đó đang cầm nến đi theo đường hành lang. Đó là bà Reuben với mái tóc màu vàng xám, cuốn bên trên đôi mày cong và đôi mắt to màu xám, cái mũi thật to với những rãnh sâu ở hai bên. Delia giật tay ra khỏi nắm cửa như bị phỏng và bước vội ra xa khỏi cánh cửa có thể buộc tội cô đó. Trong tất cả mọi người sống dưới mái nhà này, bà Ribbon là người dường như đoán ra bí mật của cô. Hai má cô nóng bừng khi họ đi song song nhau. Bà Ribbon không thể không thấy. Cô nhận thấy có điều kỳ lạ ở thái độ của bà cô của Alastair. Bà ta bước đi chậm, yếu ớt, tay cầm chặt cây đèn, sáp nóng chảy thành dệt dọc theo tấm thảm. Thật khác lạ với sự cẩn thận hàng ngày của bà ta. Delia nhìn kỹ vào mặt bà, cô thấy mũi và má bà ửng đỏ. Tay kia bà cầm một chai cô nhắc, rõ là bà ta đang say. Cháu à, tôi luôn luôn dùng cái này chút đỉnh để trị bệnh. Chúc ngủ ngon. Chúc cô ngủ ngon. Delia thở ra. Đó là một điều cô không bao giờ tin được nếu cô không thấy tận mắt. Cô có thể tin bà Henry lén uống rượu, nhưng không bao giờ cô lại tin được việc đó lại có được ở bà Reuben, một người tỏ ra rất tự chủ, cương nghị. Buổi sáng, cô nhìn kỹ bà Reuben xem coi có triệu chứng bần thần hoặc run tay run chân gì không, nhưng cô không nhận thấy gì cả. Cô tự hỏi đêm qua mình có nằm mơ không? Bà Reuben tỏ ra hoàn toàn bình thản, và như quên đi cả việc gặp gỡ hồi khuya. Sau bữa ăn sáng, ông Alastair mời bà Henry vào phòng làm việc của ông ta. Khi bước ra, mặt bà đỏ bừng và có vài giọt nước mắt đọng trên đôi mắt không định hướng của bà. Bà đưa một cái nhìn thù ghét qua bà giáo Barrett và đi thẳng vào phòng mình. Tới bữa ăn trưa, Delia lại nhìn bà Reuben và nhận thấy bà uống rượu nhiều hơn cả ông Alastair. Nhưng bà vẫn tỏ ra tự chủ đầy uy quyền. Đêm cuối cùng, họ cũng đi bên nhau bên bờ hồ, trong bóng tối trước khi trăng lên. Dưới ánh sáng phản chiếu của các vì sao, cô thấy gương mặt đau khổ, cái miệng méo xệch vì buồn của ông ta. Họ đi trong im lặng, sát bên nhau, đi về đến cửa và mỗi người đi vào căn phòng riêng lẻ của mình. Cô muốn ông ta giao tình với cô lần cuối bên ngoài ngôi nhà, dưới ánh sáng các vì sao, và họ đã nằm bên nhau trong đám sậy trên bờ cát. Nhìn những chòm sao trên bầu trời vào mùa hè này, cô mơ hồ nghĩ đến Adam, đến Brenton, đến Kevin, sinh vật bé nhỏ mà cô đã sinh ra bên bờ sông, dưới cùng các vì sao này. Tất cả đều gắn liền với dòng sông. Chính bên các dòng nước lặng lẽ, cô đã cảm thấy tình yêu và sự bình yên chảy vào người cô. Kể từ khi trở lại phụ trách chiếc Philadelphia, Teddy Edwards đã trở nên một người khác trước. Mặc dù luôn có một người phụ trong buồng lái giúp sức, anh dặn tay lái ở những khúc quanh gấp. Chính anh là người chọn dòng nước và quyết định đi tắt hay đi vòng tốt hơn. Delia tập trung vào việc vẽ và đọc các tác phẩm triết lý và thẩm mỹ. Cô mơ tưởng đến Ý và mong được cùng đi với ông Alastair đến nơi đó. Tâm hồn cô như chắp cánh và bay qua bể đến các bờ biển Địa Trung Hải đầy huyền thoại. Cô cũng nghĩ đến việc tổ chức một cuộc triển lãm khác tại Melbourne sau nhiều năm lặng tiếng, đồng thời nối lại các mối liên hệ với xã hội xưa cũ. Nhưng trước khi đi Melbourne, cô phải đi một chuyến xuống Adelaide, có thể cả Milan, để thăm cô Barrett. Cô gửi thư cho ông Alastair và nhận được thư trả lời khi đến Adelaide. Ông ta đang đi Melbourne lo công việc và mong cô đến đây gặp ông ta. Ông ta viết rất tha thiết, hấp dẫn, khiến cô muốn chắp cánh bay đến ông ta ngay. Khoảng cách 500 dặm đường như không có nghĩa lý gì cả. Tàu đến nơi lúc trời vừa rạng sáng. Cô bước ra sân ga rộn rịp đến phố Spencer và thấy ngay ông Alastair đang chờ đợi cô, nhưng mặt quay về lối khác. Ông quay lại và chạy vội đến gặp cô như một cậu bé con. Nhưng cô cảm thấy xa lạ và lạnh nhạt với ông. Đầu óc cô còn nghĩ đến Brenton, và cô cảm thấy ông Alastair chắc đang nhìn cô với vẻ buồn rầu. Họ bước đi ra xa đám đông. Ông nắm tay cô nói nhỏ, "Anh yêu em." Nhưng những lời nói này có vẻ vô nghĩa. "Đừng vậy anh. Tất cả đều sai lầm. Đáng lẽ em không bao giờ đến đây." Giọng cô gần như khóc. "Nghe này em thân yêu, anh ngủ quá giờ. Sáng nay anh không kịp cạo râu, không kịp uống trà. Anh đã gọi xe và đến đây đúng giờ để đón em. Em hãy đến ăn sáng, chúng ta sẽ thấy khá hơn, giống như tất cả mọi người." Khi vào đến phòng trà tối mờ mờ để ăn sáng, cô tiếp tục cảm thấy xa lạ, nói chuyện một cách khó khăn. Khi bước vào phòng ngủ, họ nhìn nhau bối rối. Phòng có mấy cái giường đơn. Delia thốt lên, "Tệ thật." "Phải, đáng lẽ anh phải kêu họ cho một cái giường đôi, nhưng anh không dám." Căn phòng trông xám xịt và tiếng xe cộ vang lên ầm ì. Khi ông ôm cô vào đôi tay, Delia thất vọng nói, "Không, chúng ta hãy đi ra ngoài, em cần sự thoáng đãng." Hoạt động của thành phố làm cô vui. Một lần nữa cô cảm thấy mình đang ở chốn phồn hoa rộn rịp, nơi trái tim và mạch máu của mọi hoạt động. Mặt trời đã hiện ra, bầu trời bản lãng vài cụm mây trắng nên thơ. Họ đi lên con đường Swanton và đến Viện Bảo tàng Quốc gia. Cùng đi với ông Alastair, lắng nghe những lời bình phẩm xác đáng của ông ta. Cô cảm thấy lòng mình ấm áp, vui vẻ trở lại. Điều mà cô tưởng là đã hết hy vọng. Họ ăn trưa tại một tiệm cà phê nhỏ. Nhưng khi đang ăn nửa chừng, Alastair nhìn đăm đăm vào đôi mắt của cô, quên cả ăn. "Chúng ta hãy trở về khách sạn. Anh muốn em thuộc về anh ngay bây giờ. Anh nghĩ rằng đó sẽ là điều kỳ diệu." Và thế là họ trở về khách sạn. Đến khi trời tối, họ ra ngoài ăn buổi chiều. Cô ngồi bên ông ta, nhìn cái dáng nghiêng nghiêng của ông ta. Ông ta vuốt ve đầu gối cô khuất dưới bàn. Cô chợt nói bàng hoàng, "Có đúng là anh không?" Ông ta nói, "Đôi mắt em rất sáng. Trông em có vẻ trẻ hơn 10 tuổi. Em có thể giải thích được không? Chỉ nhờ anh mà em được như vậy." Họ lại trở về phòng và lại cùng nhau khám phá những điều mà họ đã biết. Họ lại khám phá thêm những điều mới mẻ, sự hồi tưởng chấp giá của thời thơ ấu, những khía cạnh của cá tính. Họ là những khách lữ hành đi qua một miền đất lạ, thích thú với mọi cảnh vật vì tất cả đều mới lạ với họ. Tình trạng đó kéo dài hơn một tuần lễ ngang bằng những tháng sống cuộc sống bình thường, đến đổi Delia không nghĩ cả đến việc đi tìm gặp Imogen và những người bạn cũ khác của cô. Cô tự nhủ, mình đã đánh mất khái niệm tội lỗi. Nếu đó là điều tội lỗi, mình cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc tuy rằng mong manh. Hôm nay mình không đi, ngày mai phải đi thôi. Khi cô đi ra bưu điện nhờ gửi một bức thư khẩn, cô nhận được một bức điện tín. Điều mà dường như trong tâm thức của cô đã cảm thấy từ lâu. Đêm đó, lúc chia tay, ông Alastair thấy gương mặt cô trắng nhợt vì đau khổ. Cô trở nên xa lạ với ông. Nhiệm vụ gia đình đã kêu gọi cô, sự hối hận đã dày dò cô. Trên toa xe, cô đã dở đi dở lại mảnh giấy màu vàng oan nghiệt. Cô đọc mãi. Mẹ trở về Murray Bridge ngay. Cha đang trong tình trạng nguy kịch. Thương yêu, Meg. 4 giờ chiều ngày 15. Thế là đã 2 ngày cô không buồn ra bưu điện lấy thư. Cô thù ghét cô vì đã bỏ mặc Brenton. Có thể anh đã chết rồi. Cả đêm cô áp sát mặt vào kính cửa sổ toa xe, nhìn cảnh vật lướt thoáng qua. Những thân cây như cúi gục. Tại bệnh viện Murray Bridge, Brenton đang ở trong tình trạng dở sống dở chết. Đứng bên cạnh giường anh với gương mặt đau thương. Delia nhớ lại những tiếng la thảm thiết của những năm đã qua khi lần đầu cô yêu anh. Anh không thể chết được. Anh không thể chết được. Anh đã không nhận ra cô được nữa. Không một lời kêu của cô giật anh được đến bên bờ sự sống. Anh giống như một người trượt bên bờ dốc đứng, nắm lấy một bụi cây nhỏ đang từ từ bật rễ. Thưa ông, bao lâu nữa? Cô thì thầm hỏi ông bác sĩ, băn khoăn không rõ cô còn phải chịu đựng nỗi đau này bao lâu nữa. Biết rằng cô không bao giờ chuộc được lỗi lầm của mình, không bao giờ giao tiếp với anh được nữa trong cuộc sống này. Bác sĩ nhún vai nhẹ nhẹ. Khó mà nói được, đây là một cú sốc cuối cùng và hiểm nguy. Nếu không chết ngay, ông nhà có thể nằm như vậy hàng tháng, có khi hàng năm. Hàng năm? Anh ấy đã chiến đấu từ trên đỉnh cao của hiểm nguy để trở lại cuộc sống có ích. Nay lại bị đánh gục lần nữa. Anh ấy lại có thể chiến đấu thắng lợi một lần nữa chăng? Không thể được. Bác sĩ bảo vậy. Các tế bào trên bộ não anh đã bị tổn thương vô phương cứu chữa, không thể hồi phục được nữa. Anh phải nằm trong tình trạng mê man cho đến chết. Alex đã trở lại trường học. Meg lo lắng, chăm sóc mọi việc trên tàu. Delia như chết lặng, đến nỗi Meg lo âu rằng sức khỏe của mẹ cũng như bệnh trạng của cha. Rennie xin Delia được đi cùng cô đến bệnh viện thăm cha một lần, nhưng cậu không thể ở lại đó. Cậu còn quá trẻ, không thích hợp với không khí bệnh viện. Tuy nhiên họ cũng phải ra đi. Delia không thể để con tàu nằm đó mãi, cần phải kiếm sống nuôi bọn trẻ và trả tiền viện phí dường như cũng khá lớn. Bác sĩ bảo cô rằng ở bên giường chờ đợi Brenton cũng không có ích gì, vì anh sẽ không bao giờ nhận ra cô được nữa, và cũng không có ý thức được sự hiện diện của cô nữa. Ôi, đúng ra cô phải có mặt tại đây lúc anh gục xuống. Có thể lúc đó anh giãy giụa, không gọi ai được, kinh sợ và cô đơn. Meg không nói với cô nhiều, và cô cũng không muốn hỏi con về điều đó. Cô bé tỏ ra dũng cảm và tháo vát so với tuổi, nhưng Delia sợ con bị xúc cảm. Tuần sau nữa, ông Charlie McBean từ trần, chết trước khi các con tàu chạy bằng hơi nước hết thời, mà đó chính là cuộc sống của ông. Ông chỉ để lại mấy bản và mấy bức ảnh đã phai màu, ảnh các con tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên. Delia không biết ai là thân quyến của ông. Cô lo toàn bộ đám tang của ông. Những thủy thủ các tàu đầu ở cảng đã đưa ông đến nghĩa trang. Một lần nữa, Delia lại biết ơn các con. cô giữ vai trò thuyền trưởng và sử dụng một thợ máy giỏi hơn Shackley. Chiếc xà lan đã không còn cần thiết trong việc buôn bán, do vậy cô bán thuyền để trả tiền bệnh viện. Trong những tháng sau này, Danny đã học được nhiều ở cha việc lái tàu. Cậu đã thạo việc ở buồng lái, đã có thể lấy bằng thuyền phó và sau đó là bằng thuyền trưởng. Meg có thể trở thành đầu bếp, nhưng cô lại muốn trở thành hộ lý hơn và phải đi tập sự. Còn phải có tiền học phí y khoa cho Alex nếu cậu không được cấp học bổng. Delia bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô đã gánh chịu trách nhiệm quá lâu và cô mệt mỏi. Mệt mỏi vì còn phải tiếp tục vượt quá sức chịu đựng bình thường của cô. Đó là giờ khắc đen tối nhất đời cô. Đầu kia dưới đường chân trời, mặc dù còn lờ mờ, nhưng đã lóe lên những tia sáng của buổi bình minh. Rennie đã đưa con tàu Philadelphia qua đập thứ ba một cách khéo léo. Delia trìu mến nhìn con. Cậu giống cha khi ở cùng lứa tuổi. Cậu đã lấy được bằng thuyền phó và đã có đủ thời gian hành nghề để lấy bằng thuyền trưởng. Gordon giờ đã là một người đàn ông trẻ, nghiêm nghị, thích cái mà các em cậu gọi là các quyển sách móc meo. Cậu mượn tất cả sách về lịch sử và tiểu sử ở các học viện tại địa phương. Và hàng tháng nhận từng chồng sách được gửi từ phòng dịch vụ thuê mướn sách tại thành phố. Delia che giấu sự thất vọng của mình. Cô mong chờ phát hiện ở cậu điều mà cậu ưa thích. Cũng may, Gordon không tỏ ra vướng víu với một cô gái nào, trong khi Brenny để mắt tới mọi cô gái dọc bờ sông, nhưng không tỏ ra quyến luyến cô nào. Cả hai cậu đều lớn con, da nâu đậm, đẹp trai. Nhưng Brenny có đôi mắt xanh sáng rực, biểu lộ vẻ lém lĩnh, cái mà Gordon không có. Khi Brenny đi trên đường, các cô gái giả vờ không chú ý đến cái nhìn tinh quái của cậu. Nhưng khi cậu đã đi qua, các cô đều ngoái lại nhìn. Meg và Alex thì ở trong thành phố. Meg tập sự trong một bệnh viện tư. Alex hoàn tất khóa học khá giỏi nên được cấp học bổng vì có tên trong danh sách những người đứng đầu bảng trong kỳ thi cuối năm. Ôi, nếu Brenton thấy được con cái của anh ngày nay, chắc chắn anh tự hào về gia đình mình, đặc biệt là với Brenny. Với tài lái tàu trên sông, cậu đã thừa kế được nghề của cha. Cô nhớ đến ngày cuối đời của anh, cô đã không có mặt tại đó lúc anh chết. Giờ thì nỗi đau của cô đã giảm, cô cảm thấy an phận hơn trước. Hơn cả năm sau khi Brenton chết, Delia đã không gặp ông Alastair và không biết một tin tức gì của ông. Từ Melbourne trở về, cô trả lời thư từ của ông một cách lãnh đạm và từ chối không chịu cho ông ta đến thăm cô. Cô trừng phạt chính mình và cả Alastair vì đã để cho lương tâm xấu xa của mình lôi cuốn. Đáp lại lời báo tang đăng trên báo cô cắt gửi cho ông ta và cô Barrett, cô nhận được một lô bức thư chia buồn khá khách sáo. Thấy được sự tế nhị của ông trong việc không gợi lại mối quan hệ trước kia của ông ta và cô, và cũng không có ý lặp lại mối quan hệ đó trong tương lai. Giữa lúc tâm hồn cô đơn, cô lại viết thư cho ông ta. Một bức thư nếu ông ta cố tìm hiểu, ông ta sẽ đọc được cảm nghĩ của cô giữa các dòng chữ. Khi nhận được thư trả lời, thư gửi thẳng đến tàu Philadelphia đang đậu tại cầu Murray. Cô xuống dưới phòng dự trữ để đọc cho yên tĩnh. Cô mở thư và bỗng ngây người như hóa đá khi đôi mắt cô đọc những lời trong thư. À, thì ra ông ta đã cưới Cecily. Cô thầm nghĩ với một nỗi hờn ghen thầm kín với con người xinh đẹp, không đảm đang đó. Có lẽ cô ta đã sắp xếp chuyện đó lâu rồi. Tuy nhiên, cô cũng nguôi ngoai phần nào do bức thư lợt lạc của ông ta. Thôi cũng được, giờ đã quá trễ rồi. cô ước gì cô đã không viết bức thư gửi cho ông ta. Còn chuyện đến nhà thăm vợ chồng ông ta, không bao giờ, cô không bao giờ đặt chân đến đó một lần nữa. Khi tàu Philadelphia đến Renmark, một bức điện tín đã chờ cô tại đó. Ông Alastair đã gửi cho cô, đề nghị cô chở một chuyến len về kho ở Milan. Delia để cho Brenny quyết định, để cho số mệnh định đoạt. Brenny chưa bao giờ lái tàu qua các hồ. Cậu không ưa những điều bất trắc trên mặt nước mênh mông đó, giống như các người chuyên lái tàu trên sông, nên cậu quyết định tàu sẽ nhận hàng và cập bến tại Morgan, nơi gần hơn và an toàn hơn. Delia cảm thấy con mình đã giúp mình dễ trả lời hơn với ông Alastair. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ không gặp lại ông ta lần nữa. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.